Chương 21 Hắn cả người ngạo cốt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tan Duyên đây vừa mới nói xong, chuông vào học thanh liền vang lên. Thanh âm này thật là giống như là giải thoát, mắt kiến nam nhỏ đến không phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, lại nhanh chóng nói tiếng xin lỗi. Tan Duyên cũng không lại so đo, chỉ quét hắn một cái, rồi sau đó liền trở về chỗ ngồi. Người quanh mình dần dần tản đi. Lúc này trong phòng học không phải là thường hiếm thấy mà, ở thầy đến trước liền duy trì an tĩnh trạng thái. Ông dĩ phàm từ trong ngăn kéo lấy ra bài thi, lật tới đây tiết khóa gặp nói nội dung, suy nghĩ nhưng để ở chuyện mới vừa rồi. Liên tưởng đến ngày hôm qua ở nhà ăn gặp tan duyên đoàn người chuyện, nàng chậm rãi vuốt thuận. Cho nên chính là, những người khác cho là nàng ngoại tình tan duyên, cùng hướng lãng ở cùng một chỗ. Ông dĩ phàm bút nhọn một trận không trách có người nói nàng chán ghét nàng ngẩng đầu đi tan duyên phương hướng nhìn bởi vì dáng dấp cao hắn chỗ ngồi bị an xếp hạng tổ thứ nhất hàng cuối cùng cùng nàng trung gian cách tốt một khoảng cách lúc này chính cuối đầu không biết đang xem sách gì ngồi hắn sát vách nam sinh cùng hắn nói chuyện hắn mắt không mang trên mặt cảm xúc không nhiều nhiều đại biến hóa ông dĩ phàm thu hồi ánh nhìn nghĩ thầm tối nay tìm một cơ hội nói cám ơn tốt lắm đây chẳng qua là ôn dĩ phàm ý tưởng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nàng căn bản tìm không ra cơ hội. Bởi vì tan duyên chung quanh cơ hồ không tồn tại không khi có người. Hắn giống như thì không cách nào độc lập đi, ngay cả đi nhà vệ sinh đánh nước, đều là thành nhóm kết đội. Ôn dĩ phàm không gấp, suy nghĩ tổng có thể tìm được cơ hội. Đây một chờ, liền đi thẳng đến cách tuần thứ sáu để lúc đi học. Trong lớp trực nhật đơn là theo đang song chu xếp hàng, tang duyên bị xếp hàng xong chu thứ sáu bởi vì phải trực nhật hắn so với những thứ khác bạn học đi chậm hơn một chút bình thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ người cũng ở thời khắc mấu chốt lựa chọn ném xuống hắn chơi banh tang duyên đứng ở bục giảng lấy ước vẽ lau lau tấm bảng đen ông dĩ phàm thu thập đồ đạc xong trên lưng túi sách đi tới hắn bên cạnh kêu hắn tang duyên tang duyên nghiêng đầu liếc nàng một cái tiếp tục lau tấm bảng đen nói Ông dĩ phàm thành khẩn nói, chuyện lúc trước cảm ơn ngươi. Hắn động tác dừng lại, lại nhìn nàng. Cái gì? Trong lớp người ta nói những lời đó, ông dĩ phàm nghiêm túc giải thích, lại nói tiếng cảm ơn, cảm ơn ngươi nói giúp ta cùng làm sáng tỏ. Tan duyên ô hát thanh, ngươi đây nói cảm ơn được còn thật kịp thời. Ông dĩ phàm từ. Ở ta sắp quên chuyện này thời điểm, tan duyên miễn cưỡng nói, ngươi lại giúp ta nhớ lại biết bản thân đây kéo dài quả thật có chút lâu. Ông dĩ phàm có chút lúng túng, trên mặt cũng không lộ vẻ, không tìm cơ hội. Không cần. Tang Duyên căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, đem tấm bản đen còn dư lại cuối cùng chung lau xong, cái này phải cùng ta không quan hệ, ta cũng sẽ không quản đây chuyện hư hỏng. Ông dĩ phàm gật đầu một cái, vẫn cảm ơn nhiều. Tang Duyên không lại lên tiếng đáp lại. Ông dĩ phàm cũng không nói nhiều, nhấc chân đi ra ngoài. Đi tới cửa, chẳng biết tại sao, nàng vừa quay đầu nhìn Tang Duyên một cái. Hắn vừa vặn đem tấm bảng đen lau xong, lúc này tựa hồ là muốn đi nhà vệ sinh đem dẻ lau rửa sạch sẽ. Dương mắt trong nháy mắt, cùng nàng ánh mắt đụng vào. Tang Duyên thần sắc không quá kinh ngạc, chân mày dương lên, làm sao? A. À, Tang Duyên cà lơ phất phơ, thật đúng là phải bị ta mê thần hồn điên đảo. Ở hắn trước Ông dĩ phàm từ chưa thấy qua như vậy người. Cùng bẩm sinh tới cuồng vọng tự tin, trong xương mỗi một xó xỉnh tựa như khắc đầy tâm cao khí ngạo, nhưng lại không chọc người chán ghét. Chỉ sẽ để cho người có loại, hắn sinh ra liền nên là như vậy cảm giác. Giống như một chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Chỗ chỗ, tổng có ánh sáng cùng theo. Từ hai lầu thẻ ngồi khu xuống. Tang duyên vào lầu dưới nhân viên phòng nghỉ ngơi. Hắn ngồi vào ghế sofa, nhảy ra điện thoại nhìn một chút không bao lâu lại buông xuống tửu lượng của hắn không nhỏ tối nay uống cũng không coi là nhiều nhưng đầu ngược lại là mơ hồ một trận một trận phát đau tang duyên từ trong túi lật gói thuốc lá rút ra một cây dùng mới vừa từ trên lầu lấy xuống bật lửa đốt hắn tự nhiên rút ra một hồi khói không bao lâu tô hạo an cũng tiến vào ngươi không đi a à, không phải mệt không thấy hắn tô hạo an kinh ngạc nói vẫn là phải chờ ôn nữ thần chung trở về a tang duyên hai chân giao điệp đặt ở trên bàn không phản ứng hắn tô hạo an ngồi vào hắn bên cạnh cũng từ bao thuốc lá bên trong hút một điếu thuốc đi ra nhìn qua tâm tình không tốt lắm ai ta con mẹ nó vốn là cũng sắp điều chỉnh xong kết quả hôm nay nhắc tới cái này nữ ta cả người lại không tốt lão tử làm nhiều năm như vậy tình trường lãng tử tô hạo an đốt điếu thuốc nhưng cũng không thời gian đi rút ra há miệng không ngừng đang nói chuyện, đây mẹ nó vẫn ta lần đầu tiên bị cấm sừng, ngươi dám tin, ta lớn như vậy, cô hạo an ngừng một chút, chỉ chỉ bản thân mặt, nhấn mạnh, ta lớn như vậy, còn có tiền, nhưng ta bị cấm sừng. Ngươi đây chỉ số thông minh, tan duyên nhẹ cười thanh, còn tình trường lãng tử. Cút đi, ngươi còn là người hay không? Cô hạo an khiển trách, ta liền không có nghe ngươi an ủi qua ta một câu. An ủi cái gì? tang duyên như là có chút mệt nhọc mí mắt rũ nói chuyện cũng lộ vẻ được trầm thấp đại lão gia nói những lời này kiểu không già mồm chủ yếu là đây vương lâm lâm một mực cùng ta nói đó là nàng anh họ tô hạo an điên cùng than phiền ta con mẹ nó còn tin còn gặp qua mấy lần mỗi trở về cũng hòa nhã mà kêu anh họ kết quả ta lần trước đi tìm nàng hai người ở đó hôn được khó bỏ khó phân ta qua đêm cơm đều phải ói ra bỏ mẹ nó so với được rồi tang duyên không kiên nhẫn không mẹ nó cũng phân vậy ta vẫn không thể phát tiết một chút tô hạo an cũng bắt đầu khó chịu ngươi tối nay chuyện gì huynh đệ ngươi ta bị cắm sừng chia tay thất tình ngươi lại còn đối ta không nhịn được tang duyên nghe phiền đột nhiên ngồi dậy đem khó dập tắt ta đi tô hạo an sửng sốt một chút lúc này trễ nãi nữa cũng phát giác hắn cảm xúc ngươi đây là sao ngươi không lái xe tới lại uống rượu ngươi sao trở về cô hạo an lập tức cản hắn tiễn phi một hồi muốn đi qua bảo hắn đưa một đoạn đường được ngươi trở về cũng không có chuyện làm có thể là thấy hắn nói có lý tang duyên không đứng dậy lại dựa vào trở về lưng ghế cô hạo an chăm chú hắn ngươi đây là uống nhiều rồi cô hạo an còn là bởi vì hướng lãng tâm tình khó chịu tan duyên vẫn yên lặng. Ngươi có đây cần thiết. Hai người bọn họ cũng nhận thức bao lâu, nếu có thể chung một chỗ, sớm mẹ nó ở cùng một chỗ, nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy lời này đặt ở tan duyên trên người cũng thích hợp, lập tức đổi lời nói, nói về, ngươi còn thích ôm dĩ phàm không? Ta vốn là cho là ngươi còn đối nàng có kia ý tứ, vừa mới nghĩ cho ngươi tìm một cơ hội, bảo hai ngươi mướn chung. Nhưng ta cái này nhìn, ngươi đối với người thái độ này, lại để cho ta thấy đoán sai rồi. Tô Hạo An vỗ một cái hắn cánh tay tới, cùng ta tâm sự một chút. Ta có thể bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi như vậy miệng tiện, người nói gì chuyện thương tâm ngươi liền hướng nơi nào châm đao. Ta có bệnh sao cùng ngươi tâm sự, tan duyên cười, ngươi nói ngươi cùng kèn có cái gì khác nhau. Tô Hạo An nghẹt thở, đang muốn cùng hắn tranh. Lão tử chính là buồn ngủ, tan duyên rủ hạ mí mắt, nói chuyện thiếu thiếu mà, ngươi còn thật có thể não bổ. Cút đi, Tô Hạo An đứng lên, coi là ta lãng phí cảm tình. Tô Hạo An vốn cũng không phải là yên lặng đến người xuống, ngồi đây mấy phút lại định đi ra ngoài bên ngoài tản bộ. Nghe Tang Duyên nói, hắn cũng cảm thấy bản thân tối nay có chút già mồm, lại còn thấy đây cái gì cũng không để vào mắt đại thiếu gia sẽ bị ảnh hưởng tâm tình. Ra phòng nghỉ ngơi trước, Tô Hạo An dương mắt, nhìn lúc này nằm ở ghế sofa Tang Duyên trong chớp nhoáng, thấy hắn lúc này trạng thái có chút quen thuộc. Bảo Tô Hạo An nhớ lại, bọn họ thi đại học nhận kết quả đi ra ngày hôm đó. Tô Hạo An thành tích nát được rối tinh rối mù, lớp 12 thì có thể đi vào lý khoa điểm chính bang, còn là bởi vì có ở nhất trung làm hiệu trưởng cậu. Lúc đó chế độ là thi đại học kết thúc bước nhỏ đánh giá, chờ tình nguyện báo xong thành tích mới ra đến. Từ trường thi đi ra một khắc kia. Tô Hạo An cũng biết bản thân lúc này xong đời. Nhưng bởi vì Tô ba lúc trước cùng hắn nói qua, nếu như hắn thi đại học có thể thi đậu tùy tiện một một vốn đại học, liền cho hắn mua cổ mới máy tính. Tô Hạo An cực kỳ động tâm, thi xong cùng ngày liền thề mỗi ngày mà cùng cha nói, bản thân nhất định qua một vốn tuyến, thậm chí ngay cả thi đậu Nam Vu đại học cũng dễ như trở bàn tay. Tô ba tin vào hắn cố chấp bức Thứ hai ngày liền cho Tô Hạo An mua cổ mới máy tính. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày càng qua, khi đại học nhóm đầu tiên lần nhận kết quả lúc đi ra, Tô Hạo An cả ngày cũng không dám về nhà, ở bên ngoài mạng đi ở một cả ngày. Sau đó dứt khoát đi tan duyên nhà. Lúc ấy đã trễ 8 giờ, tan duyên cùng tan phụ tan vinh cũng không ở nhà. Tan duyên mẹ Lê Bình đang dạy tan trĩ làm bài tập, biểu tình ôn ôn hòa hòa, bảo hắn đi trước tan duyên căn phòng chờ cô hạo an tới tang duyên nhà coi như là bình thường như cơm bữa cũng không cảm thấy lúng túng thẳng vào tang duyên căn phòng cô hạo an mở ra tang duyên gian phòng máy trò chơi tự nhiên chơi bắt đầu trò chơi cả ngày cũng hướng về phía loại này thiết bị điện tử không chơi bao lâu hắn cảm thấy buồn ngủ nằm tang duyên ngủ trên giường đi còn nửa ý thức thì là nghe một trận đóng cửa thanh âm cô hạo an bị động tỉnh này thanh đánh thức mở mắt thấy đến tang duyên thiếu niên mới vừa đóng cửa phòng lại, mặc kiện thâm màu đen, tay ngắn, màu xám cho quần dài. trên người nhìn không ra, nhưng quần màu sắc có mấy khối rõ ràng sâu hơn một chút, hơn nữa tóc hắn có chút ướt nhuận, tô hạo an lập tức hỏi bên ngoài trời mưa, ta lúc tới thời tiết còn thật tốt a. À? tang duyên liếc nhìn hắn một cái, ngươi làm sao tới? nhận kết quả đi ra, tô hạo an than thở, ta không dám trở về, sợ bị ba ta cắt ngang chân đáng đời, Tang duyên suy thanh, khoác lát bức thời điểm làm sao không sợ chân gãy. Tối nay hắn là thu nhận ân nhân của mình, Tô Hạo An không cùng hắn so đo, ngươi đi đâu rồi? Bọn ta ngươi chơi game chờ nửa ngày. Vừa nói, hắn liếc nhìn thời gian, chữ thề một tiếng, đây mẹ nó cũng 11 giờ. Không đi đâu, đây không trở lại. Tang Duyên cũng không đi tắm, ngồi vào máy trò chơi trước trên thảm, đi phương hướng của hắn ném cái trò chơi tay cầm, còn đánh nữa hay không? Tô Hạo An lập tức đứng dậy, mút. Hai người bên chơi game vừa trò chuyện này. Cô Hạo An, ngươi trễ như vậy trở lại, chú gì không mắng ngươi a? À? Tan duyên, nhưng có thể sao? Tô Hạo An không nói, cho nên ngươi đây không phải là bản thân thiếu nợ sao? Hắn lại hỏi một lần, ngươi đi đâu rồi? Ngươi không phải đều bị nam đại trúng tuyển, đây sản khoái hơn a, à, nếu là ta có thành tích này ta ở nhà có thể làm thiên vương lão tử. Tang Duyên, ngươi lấy ở đâu như vậy nói nhảm nhiều. Ai, Tô Hạo An thói quen Tang Duyên thái độ, nói tiếp, ta cũng không biết ta có thể lên cái gì trường học. Ta mới vừa thấy Trần Thiển Phát nói một chút, nàng thi đậu A lớn. Nhưng ta không báo thành phố A trường học. Tang Duyên không lên tiếng. Tô Hạo An tiếp tục linh tinh linh tinh đọc. Qua không biết bao lâu. Tô Hạo An phát hiện, trò chơi mặt tiếp xúc, tan duyên thao túng nhân vật đột nhiên định ở đó không nhúc nhích, mặc cho hắn mút. Hắn chơi game chưa từng thắng nổi tan duyên, chỉ coi là hắn thẻ, nhưng cơ hội điên cuồng mở lớn. Đem hắn sau khi đánh chết, Tô Hạo An mới nhìn hướng hắn, giả mù sa mưa toát ra câu, ngươi là thẻ hay là thế nào, làm sao như vậy thức ăn, lời còn chưa dứt, liền cắm ở nơi cổ họng. Cũng không biết tại sao, trong nháy mắt đó, Tô Hạo An có chút không nói ra lời. Tang Duyên chính thấp mắt, không phải là thường an tĩnh mà nhìn trên tay trò chơi tay cầm, nhưng lại không giống như là đang nhìn vật này. Hắn tự hồ mất thần, người hơi hạ công, nhìn qua lại lộ vẻ được ngay băng bó. Giống như một bất động hình ảnh. Hoặc như là điều sắp băng đến cực hạn dây cung. Cô Hạo An từ cấp 2 bắt đầu biết hắn. Từ khi biết lần đầu tiên bắt đầu, Tang Duyên vẫn là một bộ nhẹ đời kiêu ngạo vật hình dáng. Hắn mắt cao hơn đầu, quá không coi ai ra gì, không có ở đây ý bất luận cái gì người, cũng coi thường bất luận cái gì đồ. Như là sinh ra liền nên sống ở chóp đỉnh người. Nhưng ở một chớp mắt kia, Tô Hạo an mơ hồ có loại ảo giác. Hắn cả người ngạo cốt, thật giống như bị người đánh nát. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22. Nấu nhiều bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kế tiếp 3 ngày, ông dĩ phàm cứ theo lẽ thường đi làm. Tang duyên tự hồ có cái gì bận rộn chuyện, từ tụ họp kết thúc sau, hắn một mực không đã trở lại. Nhưng hắn không phải là thường tuân thủ trước nói quy tắc, mỗi ngày buổi tối 10 điểm, ông dĩ phàm cũng sẽ đúng lúc nhận được hắn uy chắc. Theo thời gian đổi dời, hắn nói chuyện số chữ cũng dần dần giảm bớt. Ngày thứ nhất, tang duyên tối nay không về khóa cửa thứ hai ngày tang duyên không về khóa cửa thứ ba ngày tang duyên khóa cửa ông dĩ phàm thái độ ngược lại là một mực bảo trì nhất trí mỗi lần cũng trả lời tốt cách trời xế chiều ông dĩ phàm cùng phó tráng đi ra ngoài phỏng vấn xong đến biên tập phòng máy cắt phim đoạn thời gian trước bởi vì trường học chuyện phó tráng mời mấy lần giả cho nên khoảng thời gian này tiếp kết nối với một tuần ban đều không đến phiên kỳ nghỉ. Hắn nhai người đến trên bàn, trên rỉ than thở tai, quá khó khăn. Ông dĩ phàm thuận miệng tiếp khó khăn cái gì? Ngày hôm qua lão tiền lại đem ta chửi mắng một trận, phó tráng ngồi thẳng lên, sống động bắt chước bắt đầu tiễn vệ hoa giọng, nói ta cắt phải là cái gì chó cũng kéo không ra được tức. Cho ta nói sửa đổi ý kiến so với chính hắn lần nữa cắt một người còn khó khăn. Ừ ôn dĩ phàm nghiêng đầu, vậy hãy để cho hắn cắt. Cái này không bảo hắn dễ dàng một chút. Im lặng hai giây, phó tráng tiếp tục đàng hoàng cắt phim, vậy ta còn bản thân quá khổ một chút đi. Ôn dĩ phàm không nhiều nói, lại nhìn lần mới vừa viết xong tin tức bản thảo, sau khi xác nhận không có sai lầm liền phát cho biên tập. Chờ đợi xem xét bản thảo thời gian, phó tráng lại cùng nàng nhắc tới ngày, kéo đến trước nam thế kỷ thành trận hỏa hoạn kia chuyện, đúng rồi tỷ, Ta cùng ngươi nói cái chuyện này, chúng ta trước phỏng vấn người bạn học kia đoạn không phải cắt đến trong tin tức đi sao? Ừ. Sau đó ta ngày hôm qua phát hiện có người cắt không bình thường phỏng vấn hợp tập, đem đoạn này bỏ vào. Phó Tráng cảm thấy rất khôi hài, cười cả người phát trung, còn thật hỏa, hắn cũng xếp hàng nổ nào đó trạm 10 đại nhân vật nhất. Thật đúng là ứng ta câu kia lại thảm lại cố chấp bức, bây giờ đều nói hắn là mỹ duệ thảm. Phó Tráng nói: bởi vì chúng ta mặc dù dán nửa gương mặt mô sai, nhưng nhan trị giá nhìn vẫn không phải là thường có thể đánh. Ông dĩ phàm không chú ý những thứ này, ngược lại không biết chuyện này ảnh hưởng rất lớn sao. Cái đó ngược lại không có, rốt cuộc đánh mô sai. Chính là còn chơi thật vui. Vậy là được, vừa vặn bản thảo qua xem xét, ông dĩ phàm lại gửi cho phân phối âm chủ trì, đứng dậy nói, ngươi một hồi bản thân kế tiếp chủ trì hòa âm đi, có vấn đề gì tìm lại ta. Ta phải trở về viết đề cương. Tốt. Phó tráng thu lòng, khí nhiều vô cùng, cô độc. Là cường giả đường phải đi qua. Ông dĩ phàm hôm nay không tăng ca, đem đề cương viết xong sau liền trở về nhà. Kéo cửa ra, ông dĩ phàm theo thói quen thò tay đi sờ chốt mở điện, đột nhiên phát hiện lúc này đèn sáng. Nàng dừng lại, vô thức triều ghế sofa vị trí liếc nhìn. Thấy phòng khách vẫn là trống rỗng chốt cửa đen chỗ nhiều mấy giày hộp, lúc này đạt được cao cao mấy tầng, chỉnh chỉnh tề tề. Bên cạnh giày ngược lại lộ vẻ được loạn, phản phất là sau khi vào cửa tùy ý cởi xuống, cũng không tận lực đặt vào. Ông dĩ phàm đi phòng ngủ phụ nhìn. Cũng không biết tan duyên lúc này là ở trong phòng, cũng hoặc là là trở lại lại đi. Ông dĩ phàm không để ý, ngồi vào ghế sofa chỗ rót ly nước. Nàng chậm rãi uống, đi chung quanh quét vòng, luôn cảm thấy trong phòng thật giống như có biến hóa gì. Đồ tự hồ nhiều không ít. Bàn uống trà nhỏ phía dưới thả mấy lon bất đồng bản hiệu sữa bột, bên cạnh còn có trái cây mạch phiến cùng nhân nhân phiến. TV tủ tủ cửa không khóa, bên trong nhiều loại quà vặt đầy đến không nhét lọt, có chút trực tiếp cắt đến TV trước. Trên bàn ăn thả mấy màu đen cái trương, dùng giữ tươi mô bọc, nhìn giống như là đựng trái cây. Ông dĩ phàm thu hồi ánh nhìn. Âm thầm nghĩ, thiếu gia này cuộc sống tài nghệ quả thật thật cao vô cùng nhàm chán đang lúc ông dĩ phàm nghĩ tới phó tráng nói ông dĩ phàm nhảy ra điện thoại kế tiếp nào đó chạm đem nước uống xong nàng đứng dậy đi vào phòng bếp vừa vặn kế tiếp xong ông dĩ phàm mở ra thấy gần đây bấm xếp hạng thứ nhất tựa đề bên trong thì có một mỹ duệ thảm nàng vừa đem ly cọ rửa sạch sẽ bên mở ra Điện thoại trong nháy mắt truyền ra tan duyên thanh âm lạnh như băng Ta rất vui vẻ Hy vọng ngươi cũng có thể giống như ta nhanh như vậy vui vẻ Điện thoại âm lượng mở có chút lớn Ở nơi này an tĩnh trong không gian có thể sấn được là điếc tai nhất ốc Ông dĩ phàm bị sợ hết hồn Nàng lập tức đem nước chốt cửa Dành ra tay đem thanh âm điệu nhỏ hơn một chút Cùng lúc đó, bước chân sau lưng truyền đến thanh Ông dĩ phàm quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tang Duyên cũng vào phòng bếp. Ông dĩ phàm cúi đầu đưa điện thoại di động tức bình, có chút lúng túng. Cũng không biết đối phương có nghe hay không mới vừa thanh âm. Nhưng Tang Duyên giống như căn bản không nhìn thấy nàng giống nhau. Không lên tiếng, cũng không triều nhìn bên này, chỉ trầm mặt mở ra tủ lạnh. Ông dĩ phàm cũng không chủ động nói chuyện. Nàng đem điện thoại di động thả lại trong túi, trụ mắt thì, bỗng nhiên chú ý tới trước một mực lậu nước vòi nước bị sửa xong, lúc này không lại giọt nước. Thấy vậy, ông dĩ phàm mới nghiêm túc nhìn mắt phòng bếp. Bên cạnh tổng múc không đốt khí bếp cũng đổi một mới, bên cạnh còn nhiều hơn bếp điện cùng lò vi sóng, thậm chí ngay cả máy ép nước trái cây cùng lò nướng đều có. Nàng mi tâm giật mình, da đầu tê dại. Trong đầu đầu tiên bốc lên ý tưởng chính là những thứ này chia đều xuống được bao nhiêu tiền ông dĩ phàm do dự những thứ này là ngươi mua sao tang duyên nhìn là vừa tắm xong ăn mặc nhàn rỗi thiển sắc quần dài trên người tùy ý bộ cái áo khoác hắn không để ý tới nàng từ tủ lạnh trên đỉnh cầm túi mì gói thò tay tháo xuống nhìn qua giống như là muốn tự mình động thủ làm cơm tối ông dĩ phàm thấy màn này có chút vi cùng rốt cuộc ở nàng nhìn tới người này phải là một mười ngón tay không dính dương xuân thủy kiều kiều đại công tử không người cho nấu cơm phỏng chừng cũng chỉ biết kêu bán bên ngoài. Vậy mà còn sẽ chủ động vào phòng bếp. Ông dĩ phàm nói tiếp, nếu quả là như vậy, ngươi hàng danh sách cho ta, ta đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Tang duyên qua loa lấy lệ mà ừ một tiếng, mở vòi nước đi trong nồi đựng nước. Cảm giác hắn không muốn lý tới bản thân thái độ rất rõ ràng, ông dĩ phàm cũng không biết là tình huống gì, môi lại giật giật, vậy ta trở về phòng, ngươi sửa sang lại sau uy chắc phát cho ta là được. Vẫn trong dự liệu không có trả lời. Ông dĩ phàm trong chốc lát cũng không phân rõ đây là trạng thái bình thường, vẫn hắn lúc này cảm xúc không tốt. Nàng không tìm lại cảm giác tồn tại, quay đầu trở về phòng. Nàng ngồi vào trên ghế, mở điện thoại di động lên, liếc nhìn thẻ ngân hàng bên trong số còn lại. Đột nhiên thở dài. Muốn không tìm một cơ hội nói chuyện với hắn một chút nếu như sau còn phải mua những thứ này công cộng đồ dùng được theo như đối phương trước thương lượng một chút chuyện nghĩ tới đây ông dĩ phàm lại nghĩ tới tang duyên mới vừa thái độ ai cùng hắn câu thông cũng là một chuyện khó một lát sau ông dĩ phàm mơ hồ lại cảm thấy trạng thái này thật giống như cũng thật bình thường Trước cuộc lúc ấy tang duyên cũng nhấn mạnh như vậy một câu không muốn cùng hắn làm quen trước hai người phòng có đối thoại nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì hắn muốn cho quầy rượu của mình mời chào điểm làm ăn. Nhưng cuối cùng, hắn một phân tiền không kiếm, ngược lại lấy lại nhỏ một ngàn. Ông dĩ phàm suy tính hắn là không phải là bởi vì chuyện này tâm tình không vui. Nàng quấn quyết một hồi, lại mở ra máy tính tính toán một chút ngày đó nợ. Muốn đem chung tư kiều cùng hướng lãng phần kia cũng thanh toán, nhưng số lượng này đối nàng mà nói không coi là nhỏ ông dĩ phàm chỉ có thể phó bản thân phần kia bất quá đây trải qua đã mấy ngày đột nhiên cho hắn chuyển khoản tiền này thật giống như có điểm lúng túng ông dĩ phàm để điện thoại di động xuống dứt khoát chờ hắn đem danh sách phát tới cùng nhau nữa cho hắn xoay qua chỗ khác nhưng một cả buổi tối tang duyên đầu kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì ông dĩ phàm hậu tri hậu giác mà phát hiện Tan Duyên tự hồ là hoàn toàn đem nàng coi thành không khí để đối đãi, phản phất không phát hiện được nàng tồn tại. Thỉnh thoảng nàng không quyển kinh ý phát ra cái gì động tĩnh lớn, hắn cũng giống không nghe được tự như, ngay cả mí mắt đều không mang một chút. Hai người như là cuộc sống bất đồng thời không cùng cái địa phương. Ông dĩ phàm không phải bị đuổi mà mắc cỡ người. Nói ra mấy câu sau, cũng không lại chủ động nói chuyện. Chỉ coi là hai người hổ không quấy nhiễu mướn chung cuộc sống chính thức bắt đầu. Giao thừa trước một ngày buổi tối. Đến sân thượng thu quần áo thời điểm, ông dĩ phàm nhận được trung tư Kiều điện thoại. Nàng ông quần áo, đem xào phơi đồ bỏ qua một bên, nghe đầu kia trung tư Kiều nói ngươi tối mai tăng ca không? Tối mai sao? Ông dĩ phàm, không ngoài ý muốn, hẳn không thêm. Vậy ngươi ngày mai về nhà sao? Không về đi. Trung Tư Kiều mời nàng, vậy ngươi có muốn tới hay không nhà ta, ta chung ăn Tết. Ông dĩ phàm rất thành thực, ta lười chạy xa như vậy. Trung Tư Kiều nói, vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, ngươi chẳng phân biệt được một ngày cho ta. Ngươi còn thật tàn nhẫn, ông dĩ phàm vào phòng khách, thanh âm dừng lại. Cũng không biết Tang duyên là lúc nào từ căn phòng đi ra, lúc này chính rũ mắt, ngồi ở ghế sofa nhìn lên điện thoại. Hắn thay quần áo khác, biểu tình như cũ rất nhạt, nhìn giống như là muốn đi ra ngoài. Ông dĩ phàm thu hồi ánh nhìn, đi gian phòng phương hướng đi, bên bình tĩnh tiếp tục cùng Trung Tư Kiều nói chuyện, chờ ta thật nghỉ ngơi rất nhiều ngày, ngươi lại theo ta nói như vậy được không? Trung Tư Kiều cười lên tiếng, kia so sánh với bình thường, ngươi đây để được không chính xác thật nhiều sao? Ông dĩ phàm, ta cũng chỉ muốn ngủ đủ ba ngày ba đêm. Trở về phòng. Trung Tư Kiều đột nhiên hỏi, đúng rồi, khi tang duyên ăn tết về nhà sao đương nhiên trở về tự hồ là thấy nàng cái vấn đề này có chút kỳ quái ôn dĩ phàm giọng buồn bực nhà hắn ngay ở bổn địa cùng nhà quan hệ lại không phải là không tốt ăn tết làm sao biết không về ô hát Trung tư kiều nói cũng đúng ôn dĩ phàm nằm dài trên giường Trung tư kiều lại nói ngươi cùng hắn ở chung như thế nào cũng chưa nói tới ở chung hai ta chính là Ông dĩ phàm châm trước hạ ngôn ngữ Ở tại cùng dưới mái hiên hai người xa lạ Không có bất kỳ trao đổi gì Ta bây giờ thấy hắn Đều có loại hắn là ô linh cảm giác Đâu có như vậy khoa trương Trung tư Kiều nói Ngày đó đi tụ họp không phải thật tốt sao Nghe vậy Ông dĩ phàm sửng sốt một chút Không biết sao Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua hướng lãng kia Lời thật lòng câu trả lời Rất nhanh nàng lấy lại tinh thần cười cười chính là cùng tụ họp lúc trạng thái kém không nhiều. Lại trò chuyện một trận, ông dĩ phàm nghe được chốt cửa đen chỗ truyền tới đóng cửa thanh âm. Sau khi cúp điện thoại, ông dĩ phàm nhìn nửa uy chát, phát hiện 5 phút trước tan duyên cho nàng phát uy chát. Tan duyên đầu năm 8 trước đều không trở về, trực tiếp khóa cửa. Tan duyên trong tủ lạnh đồ giúp đỡ giải quyết hết. Tan duyên cảm ơn. Ông dĩ phàm nháy mắt hạ mắt, theo lệ trở về, tốt. Giao thừa đêm đó, ông dĩ phàm 7 giờ liền về đến nhà. Ông dĩ phàm đem cửa khóa trái, đầu tiên là tắm, làm xong hết thảy ngủ chuẩn bị trước sau, cầm một nhỏ thảm đến phòng khách. Nàng nằm đến phòng khách ghế sofa, đêm xuân đã mở màn chiếu một đoạn thời gian. Trung tư kiều một mực thúc giục nàng, vẫn còn ở uy chát đồng bộ cho nàng phát ra tin tức. Ông dĩ phàm đáp một câu ta cũng mở tivi. Lật một cái tin tức danh sách, Ông dĩ phàm trả lời từng cái chút phúc tin nhắn ngắn. Thấy triệu viện đông tin tức thì, nàng chần chờ một chút, hồi phục câu tối nay phải làm thêm giờ, năm mới vui vẻ. Cửa sổ đóng chặt, bởi vì không có máy điều hòa không khí, vẫn có chút lạnh. Trừ trong tivi truyền tới âm ỉ thanh, bên trong phòng không có thanh âm dư thừa. Ông dĩ phàm trùng lên thảm, chăm chú trên tivi tiếng cười nói, hoàn toàn không cách nào bị những tâm tình này lây nếu như không phải là nghĩ, nàng cũng không nhớ nổi hôm nay là giao thừa. Nàng thở ra một hơi, không yên lòng cà ội bộ, không bao lâu liền muốn trở về phòng. Ông dĩ phàm thật ra thì đối đêm xuân không có hứng thú gì. Nàng vẫn cảm thấy, đây chỉ là một nhà người ở đêm 30 nói chuyện phím chơi đùa thì, dùng để đảm nhiệm bối cảnh âm nhạc đồ. Tự mình một người nhìn, luôn cảm thấy là một kiện không phải là thường chuyện kỳ quái nhưng uy chắc đầu kia Trung Tư Kiều vẫn còn ở hưng phấn cùng nàng thảo luận tiết mục. Ông dĩ phàm không muốn ly nàng hưng, suy tính muốn không làm ít thứ để ăn. Vào lúc này, cửa phòng tiếng chuông đột nhiên vang lên. Ông dĩ phàm liếc nhìn thời gian, lúc này đã đến gần 9 giờ. Cũng không biết sẽ là ai. Ông dĩ phàm cảm thấy kỳ quái, lại có chút bất an. Nàng đi tới chốt cửa đen, theo mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Sáng người hành lang, Tan Duyên cắm túi đứng bên ngoài đầu. Nàng nhẹ nhàng thở ra, mở cửa ra, ngươi tại sao trở lại? Tan Duyên liếc về nàng một cái, hiếm thấy mà mở miệng, nhà tới thân thích, không địa phương ngủ. Ông dĩ phàm gật đầu, không hỏi nhiều, trở về lại ghế sofa vị trí. Tan Duyên đổi dép, ngồi vào khắc một cái ghế salon. Hai người cũng lặng yên, không nói một lời. Ở nơi này loại ngày lễ bên trong phòng đột nhiên nhiều một người khác khí tức, ông dĩ phàm luôn có hơn một chút không có thói quen, không tự chủ đi phương hướng của hắn nhìn. Một lát sau, tan duyên trước có động tĩnh. Hắn đứng dậy, đi phòng bếp phương hướng đi. Chú ý tới hắn động tĩnh, ông dĩ phàm nhìn sang. Chỉ thấy Tang duyên từ tủ lạnh bên trong lấy ra một túi mì sợi, một hộp viên, cùng với một hộp rau cải. Sau đó, hắn còn từ ướp lạnh thất cầm một túi tóc đông lạnh sủi cảo hoặc nhìn là định làm một thức ăn đêm ăn uống ông dĩ phàm không quá tin tưởng hắn gặp nấu đồ tối tự hy vọng hắn không nên dùng đốt khí bếp nấu những vật này dùng bếp điện là đủ rồi ông dĩ phàm rất sợ hắn sẽ đem phòng bếp đung qua mấy phút ông dĩ phàm nghe được phòng bếp truyền tới đốt khí bếp bật lửa thanh âm nàng bắt đầu lo sợ nhưng nghĩ tới hai người bây giờ ở chung trạng thái lại không tốt tùy tiện qua đứng ngồi không yên một trận trong phòng bếp vang lên nước mở ra thanh âm cùng lúc đó tang duyên đột nhiên kêu nàng một tiếng ôn dĩ phàm bằng hai người khi trước trạng thái người này có thể kêu nàng tên đơn giản là còn khó hơn lên trời cái này làm cho ôn dĩ phàm càng xác định là xảy ra chuyện gì trong nháy mắt đứng dậy đi qua thế nào mới vừa vào phòng bếp Ông Dĩ Phàm chỉ thấy Tang Duyên trong tay còn lấy mì sợi túi đựng, nhưng bên trong đã trống. Hắn động tác có chút cương, chăm chú sôi trào nồi, nhìn tựa hồ là đem cả gói mì đều xuống đi xuống. Tình cảnh như là dừng hình ảnh ở. Mấy giây sau, Tang Duyên mang đầu, mặt không cảm giác mà nói, nấu nhiều. Tang Duyên thấp mắt, đem túi đựng ném vào bên cạnh thùng rác, như là thuận miệng ném câu. Giúp đỡ ăn chút gì? Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 Ta ca nói ta lạc đường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Phòng bếp kết cấu có hình vuông vức, không gian không coi là nhỏ. L hình tối màu bàn bếp, bên cạnh thiếu một khối vị trí để tủ lạnh, trên đỉnh khảm thước màu trắng tủ quầy. Bởi vì sắm thêm không ít đồ điện, không gian nhìn so với trước kia chật hẹp. Ông dĩ phàm đi tới hắn bên cạnh, nhìn đã bắt đầu ở trong nồi cuồng cuộn mì sợi nàng im lặng một hồi vén tay áo lên mở vòi nước rửa tay rồi sau đó nàng chỉ ngón tay bên cạnh đồ vậy ta đem những thứ này thả lại trong tủ lạnh tăng duyên nghiêng đầu liếc mắt rau cải giữ lại ông dĩ phàm tốt nàng mới vừa cầm lên kia hộp thịt viên tăng duyên bỗng nhiên toát ra câu thịt viên không ăn ông dĩ phàm động tác dừng lại ngươi muốn ăn có thể để một chút. Bánh sủi cảo đâu? Khi để mấy là được. Ô hát. Tang Duyên cầm lên bên cạnh nước tương, nhân tiện nói, lấy hai trứng gà cho ta. Ông dĩ phàm đối hắn ở loại trạng huống này hạ, vẫn muốn mọi thứ đầy đủ thái độ có chút không nói. Nàng không muốn lãng phí, quả thực không nhịn được Tang Duyên. Tang Duyên, làm sao? Ông dĩ phàm bình tĩnh nhắc nhở, ngươi hạ một cả túi mì sợi. Đến cuối cùng phối hợp thức ăn chỉ thêm chút rau cải cùng thể quả nấm, còn lại đều bị ôn dĩ phàm thả lại tủ lạnh. Nàng từ chén tủ bên trong cầm hai một lớn một nhỏ chén, cho hắn đưa lớn. Tang Duyên nhận lấy, đi chén bên trong giả bộ mặt. Ôn dĩ phàm đứng ở một bên, nhìn trong nồi đầy nhanh hơn tràn ra mặt. Luôn cảm thấy loại chuyện này, nàng chỉ ăn uống một chút căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, rất lo lắng Tan Duyên gặp cưỡng ép bảo nàng một chén tiếp một chén mà ăn uống rốt cuộc hắn tính tính này phong cách cũng quả thật làm được. Ông dĩ phàm đột nhiên nói, ta nhưng có thể không giúp được ngươi bao nhiêu. Tan duyên vừa vặn gắn xong một chén, triều nàng thò tay, cái gì? Ông dĩ phàm thuận thế đem trong tay chén cho hắn, thần sắc quyển chuyển, ta không phải đặc biệt đói. Nhìn thấy nàng hình dáng, tan duyên một cái nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, mặt không chút thay đổi nói, biết nói. Bởi vì vẫn còn ở để đêm xuân, hơn nữa hai người ngồi chung cũng không có lời gì trò chuyện. Dứt khoát trở lại phòng khách. Mới ra lò mặt có chút bỏng, Ông dĩ phàm trực tiếp cầm chén thả vào trên bàn uống trà nhỏ. Lúc này TV đang diễn kịch ngắn, nhìn đã diễn hơn phân nửa. Trước mặt nội dung ôn dĩ phàm không thấy, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm là ở nói cái gì, thấy có chút mờ mịt. Nàng lại nhìn một hồi, quả thực nhìn không hiểu, liền cúi đầu mút khẩu thang chăm chú trì nghi mấy giây, mới chậm rãi uống. Mùi vị ngược lại là ngoài ý liệu rất tốt. Ông dĩ phàm nhẹ nhàng thở ra. Dương mắt thì, vừa vặn đụng phải tan duyên không có thể bắt sờ ánh mắt. Ông dĩ phàm đem canh nuốt xuống, lễ phép tính mà khen, ngươi mì này nấu được còn rất tốt ăn uống. Ngươi vẽ mặt này, tan duyên lúc này cũng không động đũa, chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng ta mới vừa ở mặt bên trong hạ độc gì. Ông dĩ phàm nói, chẳng qua là chưa từng nghĩ ngươi gặp nấu đồ. Tang Duyên nhẹ cười một tiếng, giọng nghi hoặc lại cuồng vọng, ta còn có sẽ không chuyện. Ông dĩ phàm thành thẫn nói, không phải thật nhiều sao. Tang Duyên nhướng mày, tỉ như. Tỉ như, ông dĩ phàm suy tư hạ, nấu một người phân mì sợi. Có lẽ là bởi vì ăn Tết, cũng có thể là bởi vì Tang Duyên nấu mì ra nhỏ sự cố, hai người ở chung so với bình thường hòa hợp hơn một chút. Vốn là suy nghĩ hôm nay là giao thừa, ông dĩ phàm còn định tan việc trở lại cho bản thân làm một đơn giản đêm 30 tết cơm. Nhưng sau khi về nhà lại lười động, hơn nữa cũng không cảm thấy đói, dứt khoát xóa bỏ. Ông dĩ phàm đột nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại là chưa từng nghĩ, nàng sinh thời còn có thể ăn được tan duyên đây đại thiếu gia làm việc đêm 30 tết cơm. Ông dĩ phàm ăn đồ tốc độ không chậm, nhìn qua nhai kỹ nuốt chậm mà nhưng trong chốc lát liền đem trong chén mì ăn xong rồi. Vừa vặn kết thúc một tiết mục, nàng đứng dậy, định lại đi trang điểm. Nhận ra được nàng động tĩnh, Tang Duyên thuận miệng hỏi, "Ngươi đi làm gì?" Ôn Dĩ Phàm dừng lại, đi phòng bếp phương hướng chỉ ngón tay, "Thêm mì." Mặc dù đối phương chỉ là bởi vì nấu nhiều, nhân tiện bảo nàng ăn uống một chút, nhưng bỉnh ăn uống người nhu nhược ý tưởng, Ôn Dĩ Phàm chủ động nói ra câu, "Ngươi muốn ta giúp ngươi lại trang điểm sao?" không ăn được liền chớ ăn, tan duyên trên dưới quét nhìn nàng, thông thả nói, ăn uống chống đỡ còn phải coi là ta trên đầu. Không phải. Ông dĩ phàm sửng sốt một chút, nói thẳng, ta chỉ là muốn ăn uống. Thấy hắn chén bên trong cũng không ít, ông dĩ phàm cũng không hỏi lại, tự đi phòng bếp. Sợ ăn nhiều buổi tối tiêu hóa không tốt không ngủ được, nàng chỉ múc nửa chén nhỏ, nhưng canh ngược lại là đơm rất đầy. Đi trở về cạnh ghế salon ngồi xuống ông dĩ phàm đi tang duyên phương hướng liếc nhìn không biết bắt đầu từ lúc nào hắn mặt mày hơi hơi giãn ra tư thái lười biếng tâm tình nhìn qua tựa hồ không tệ lúc này ánh nhìn chính đặt ở tivi ông dĩ phàm nháy mắt hạ mắt cũng đi tivi phương hướng nhìn trước một biểu diễn ảo thuật đã kết thúc lúc này bắt đầu tiết mục là một đoạn ca khúc biểu diễn người biểu diễn là gần đây đỏ thẩm mấy nữ diễn viên trên mặt mang sáng rỡ nụ cười tiếng hát cũng ngọt ngào, phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nga Ông dĩ phàm trong nháy mắt hiểu. Thời gian dần tối, ông dĩ phàm vốn không có ý định ở phòng khách ngây ngô lâu như vậy. Nhưng bất tri bất giác đã vượt qua 12 điểm. Trong thời gian này hai người đều ngồi ở ghế sofa hai đầu, không có quá nhiều giao lưu, nhưng cũng không người trước thời hạn trở về phòng. Thỉnh thoảng ông dĩ phàm đánh giá câu tiết mục, tan duyên sẽ còn không mặn không lạc từ một tiếng mới một năm đến. Ông dĩ phàm mới đột nhiên ý thức được hai người chung đón giao thừa. Vào lúc này, điện thoại chấn động mấy tiếng. Chung Tư Kiều cùng hướng lãng đúng giờ ở nhóm bên trong phát câu năm mới vui vẻ. Ông dĩ phàm ngón tay giật giật, đang muốn trả lời, dư quan nhìn thấy lúc này thấp mi đang nhìn điện thoại di động tan duyên. Nàng đột nhiên đứng dậy, thanh âm không nóng không lạnh, vậy ta đi ngủ. Tan duyên chậm chạp dương mắt, ông dĩ phàm rất tự nhiên bổ sung câu năm mới vui vẻ tang duyên nhìn nàng nàng cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lễ lại nói xong cũng định trở về phòng nhưng tang duyên tối nay thái độ ngược lại là ngoài ý liệu tốt hắn thu hồi ánh nhìn thật đúng là trả lễ lại chỉ bất quá giọng vẫn cứ theo lẽ thường mà giống như ở qua loa lấy lệ ừ năm mới vui vẻ trở về phòng Ông dĩ phàm chi chút thời gian trả lời tin tức, không bao lâu liền đem điện thoại di động buông xuống, bắt đầu chuẩn bị buồn ngủ. Nàng đem đèn bàn chốt cửa, mở mắt chăm chú một mảnh đen nhánh hư không, suy nghĩ có chút phiêu. Lại nghĩ tới chuyện mới vừa rồi. Không giải thích được bốc lên một cái ý niệm. Nguyên lai like đêm xuân cũng là thật đẹp mắt. Thu hồi tâm tư, ông dĩ phàm đang định nhắm mắt ngủ, đột nhiên nhớ tới mới vừa ăn tô mì nàng lập tức bò dậy đánh răng, chờ rửa mặt xong, mới hậu tri hậu giác mà phát hiện mình có chút chống đỡ. Cũng không nhớ bản thân bao lâu không mang loại này cảm giác no bụng chìm vào giấc ngủ. Ông dĩ phàm còn có chút tội ác. Đây tự hồ là hai người gặp lại sau, đầu tiên trở về đơn độc cùng bàn ăn cơm. Hơn nữa lẫn nhau cũng dị thường tâm bình khí hòa. Như là quan hệ hòa hoãn, vừa giống như chẳng qua là bị ngày lễ nhu hóa là bảo nàng có chút cảm giác quen thuộc. Phản phất trở lại lớp 11 học kỳ 2 đến thi vào trường cao đẳng đoạn thời gian đó. Lúc ấy ôn dĩ phàm mới vừa dời đến Bắc Du Thị, ở hoàn cảnh mới xuống mấy tháng. So với ở Nam Vu Nhất Trung, nàng trở nên càng yên lặng. Quá phong nhắm kiểu dừng chân cuộc sống, hai tuần lễ về nhà một lần. Mỗi ngày trừ học tập cái gì cũng không làm. Ngay cả điện thoại cũng chỉ là thỉnh thoảng mở máy nhìn một cái có lẽ là nàng cho tan duyên phát kia điều thành tích tin nhắn ngắn. Lớp 11 học kỳ 2 kỳ cuối thi thí kết thúc sau, không qua mấy ngày, ông dĩ phàm lại nhận được tan duyên tin tức. Tang duyên ngươi bây giờ rảnh không? Thấy lời này thời điểm, ông dĩ phàm thì có hắn nhưng có thể tới dự cảm giác. Ông dĩ phàm thế nào? Tan duyên đầu trở lại một cái bắt du, không nhận đường. Tan duyên không rảnh cũng không có chuyện gì. Từ Nam Vu đến Bắc Du cách không xa, ngồi cao thiết đại khái nửa giờ. Ông dĩ phàm căn bản chưa từng nghĩ hắn sẽ tới, thấy tin tức này thì sửng sốt thật lâu, hỏi vị trí hắn sau lập tức ra cửa. Khi đó bởi vì liền xuống chừng mấy ngày đường mưa, bắt du nhiệt độ giảm mấy độ tan duyên không biết nhà cô ấy vị trí, chỉ biết là nàng đi học cấp 3 là đâu sở, liền ở nàng cửa trường học chờ một trận. Hắn chỉ mặc kiện tay ngắn, nhưng như là không sợ lạnh giống nhau, nhìn thấy nàng liền nhíu mày cười tới nhanh như vậy. Ở đó thứ hai trước. Hai người đã rất lâu không có nói qua nói. Không riêng gì bởi vì ôn dĩ phàm chuyển học được bắt du, chính là ở nàng chuyển trường một đoạn thời gian trước, hai người ở trường học cũng hình tượng cùng mạch lộ. Cho nên hắn lời này vừa ra, ôn dĩ phàm ừ một tiếng sau. Tình cảnh rồi lập tức rơi vào trầm mặt. Qua một lúc lâu, Tang Duyên nói ra câu đi ăn một bữa cơm. Ôn dĩ phàm đồng ý, mang hắn đến lân cận một nhà quán mì. Hai người ăn một hồi mặt. Người bên người cảm giác tồn tại phá lệ mãnh liệt. Ông dĩ phàm chủ động đánh vỡ yên lặng, nhẹ giọng hỏi, ngươi lúc nào trở về? Tan duyên dương mắt, hỏi ngược lại, ngươi lúc nào được về nhà? Ông dĩ phàm thuận miệng nói, sáu điểm đi. Ô hát! Tan duyên đổ một trận, khóe môi bước lên, vậy ta sáu điểm trở về. Khi hình như là vừa mới bắt đầu sau, Tang duyên cách một đoạn thời gian sẽ đến bắt du tìm nàng một lần. Số lần không hề thường xuyên, mỗi lần cũng chỉ là tìm nàng ăn một bữa cơm liền rời đi, sẽ không chiếm dùng quá nhiều nàng thời gian. Hai người cũng không quá nói tới bản thân chuyện, tự hồ cũng chẳng qua là mượn này thấy một mặt. Lại không mục đích khác. Mấy ngày kế tiếp, Tang duyên như cũ buổi sáng ra cửa, buổi tối 7-8 giờ thời điểm trở lại. Thời gian phá lệ ổn định, giống như là đến điểm liền bị nhà người đuổi ra. Ông dĩ phàm hỏi qua hắn đây thân thích đại khái khi nào thì đi, hắn nhìn không nhiều lắm cảm xúc, về thẳng, không biết, ứng phó chuyện. Nàng tự mình thay mặt vào một chút chuyện này, quả thật cũng cảm thấy hắn có chút thảm. Ăn Tết bị đuổi ra ngoài ở. Sau cũng không quá nhiều cùng hắn nói chuyện này. Đầu năm ba buổi trưa, ông dĩ phàm mới từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn nửa điện thoại thì liền thấy hết sức chung trước tan duyên tin tức. Tan duyên ta buổi chiều trở về. Tan duyên có thể sẽ mang theo em gái ta. Qua mấy phút. Tan duyên được không? Hai người mướn chung trước, ông dĩ phàm cũng đã nói cái này yêu cầu, dẫn người trở về trước khi tới được theo như đối phương nói một tiếng. Ông dĩ phàm trả lời có thể. Trả lời xong, ông dĩ phàm cũng không quá đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng mở ra máy tính, tìm một kịch nhìn, bất tri bất giác đã đến cơm tối điểm nàng đứng dậy ra căn phòng định đến tủ lạnh lấy ly sữa chua uống vào lúc này chốt cửa đen vừa vặn vang lên mở cửa động tỉnh thanh ôn dĩ phàm theo nhìn lại chỉ thấy tang duyên cầm chìa khóa đi tới tay hắn xách lớn túi túi nhỏ đồ trên mặt cảm xúc nhàn nhạt cùng người phía sau nói chân trần đi không dày một giây kế tiếp tang trĩ bóng người cũng xuất hiện ở ôn dĩ phàm trong tầm mắt nàng không lập tức cởi giày cũng không đáp tang duyên nói bởi vì vì lần đầu tiên tới tang trĩ vô thức đi bốn phía quét vòng chú ý tới ôn dĩ phàm tồn tại nàng ánh mắt định trụ bật thốt lên ca ca người chị này là bạn gái ngươi sao tang duyên không lên tiếng ôn dĩ phàm cười cười chủ động trả lời không phải hai ta mướn chung nga lớn tốt như vậy nhìn tang trĩ nháy mắt mấy cái nhỏ giọng thầm thì cũng chỉ có thể là mướn chung. Ông dĩ phàm không quấy rầy hai người bọn họ, định lấy xong sữa chua liền trở về phòng. Nhưng một khắc sau, Tang trĩ lại ra tiếng, như là phản ứng lại tỷ tỷ, ngươi cùng anh ta là cấp 3 bạn học sao. Ông dĩ phàm sửng sốt một chút, ngươi còn nhớ ta. Ông dĩ phàm cùng Tang trĩ không đã gặp mặt mấy lần. Lúc đó nàng vóc dáng còn nho nhỏ, tuổi tác nhìn cũng không lớn. Hơn nữa đây trải qua rất nhiều năm, vốn tưởng rằng nàng sớm đem bản thân quên mất không còn chút nào ngược lại là chưa từng nghĩ còn có thể nhận ra mình nhìn lúc đó người bạn nhỏ đổi thành bây giờ cao cao gầy gầy nữ sinh xinh đẹp ôn dĩ phàm thấy thần kỳ không nhịn được nhiều lời mấy câu ngươi lúc ấy lạc đường tìm ta giúp ngươi tìm ca ca sau đó còn nói muốn mời ta ăn uống kem ngươi còn nhớ tang trĩ suy nghĩ một chút đàng hoàng nói không có ôn dĩ phàm từ ta lúc ấy không lạc đường. Tan trĩ ngữ tốc chậm rãi, nhưng anh ta nói ta lạc đường. Vậy ta cũng chỉ có thể lạc đường. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 Ngươi làm sao chọn nghi hà đại học? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trong ấn tượng, hẳn là lớp 10 học kỳ cái nào cuối tuần? Ông Dĩ Phàm quên ngày đó nàng là vì chuyện gì ra cửa, chỉ nhớ lúc ấy nàng ở mua đồ, đột nhiên thì có một người bạn nhỏ chạy nàng trước mặt, nói muốn mời nàng ăn uống kem. Sau một lát, đây người bạn nhỏ hoặc như là nhớ tới bản thân mục đích tựa như, không bao lâu liền bổ sung câu. "Tỷ tỷ, ta không tìm được ta ca ca." Ông Dĩ Phàm sửng sốt một chút, "Ngươi cùng anh ngươi đi lạc sao?" Tang Trĩ nghiêng đầu, miễn cưỡng ừ một tiếng ông dĩ phàm ở nơi nào đi lạc nghe nói như vậy tang trĩ quay đầu chỉ ngón tay phía sau cây kia cỡ nơi đó ông dĩ phàm đi bên kia liếc nhìn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì người bóng người nàng buông xuống vật trong tay từ trong túi lấy ra điện thoại không có chuyện gì ngươi nhớ ngươi ca điện thoại của ca sao tang trĩ lắc đầu một cái không nhớ nhưng là hẳn chính ở bên kia tang trĩ chủ động kéo nàng tay tròn mắt chớp chớp tỉ tỉ người có thể mang ta qua tìm sao ta một người có chút sợ ông dĩ phàm công môi ôn hòa nói có thể ngày đó ánh mặt trời rất mãnh liệt phất qua mặt bên gió đều là nóng bỏng ông dĩ phàm mở ra dù che nắng bị nho nhỏ tan trĩ kéo đi về phía trước nàng vóc dáng thấp bé bước chân cũng nhỏ nhưng đi bộ tốc độ cũng rất mau nhảy một cái giật mình mà nhìn cảm xúc rất cao phòng Tang trĩ dắt nàng chạy thẳng tới mới vừa chỉ cây kia vị trí. Mãi đến mau đi tới cây kia lân cận, ông dĩ phàm mới dần dần mà cảm thấy có cái gì không đúng. Luôn cảm thấy tiểu hài này mục đích tính mạnh vô cùng. Tự hồ không phải là thường rõ ràng, nàng nói ca ca sẽ ở đó. Ông dĩ phàm chính suy tính, bản thân có phải không gặp được cái gì lấy đứa bé làm mồi tên lường gạt đội. Một khắc sau, tan duyên cao cao gầy gầy bóng người liền dọi vào nàng trong mắt trong nháy mắt, trong đầu bốc lên một cái suy đoán. Nhưng vốn nên chột dạ tan duyên thần sắc nhưng thản nhiên. Hắn đứng ở dưới bóng cây, nghiêng đầu nhìn nàng, mặt mày mang thiếu niên sinh ra thì có được trời ưu đãi. Trùng hợp như vậy a. À. Giống như vào giờ phút này, Tang Duyên nghe được Tang Trĩ nói lúc hình dáng. Tang Duyên như là hoàn toàn không để ý bị lật tẩy, tự nhiên xách đồ đi phòng bếp phương hướng đi. Đi ngang qua ôm dĩ phàm bên cạnh thời điểm, Hắn nhẹ liếc về nàng một cái, khóe môi câu hạ, hình dáng cực kỳ phách lối. Tựa như chính là nói, "Phải thì thế nào?" Ông Dĩ Phàm cũng yên lặng vào phòng bếp. Rốt cuộc chuyện này cũng qua 7, 8 năm. Hắn tính tình cũng từ trước đến giờ như vậy, đã làm chuyện chưa bao giờ che che giấu giấu, trắng trợn đến có thể để cho đối phương thấy mình mới là làm chuyện trái lương tâm kia một. Nàng mở tủ lạnh ra, cầm bình sữa chua Dư quan liếc thấy tan duyên mua về đồ, nhìn đây dáng điệu, tự hồ là phải ở nhà nấu lẩu. Ông dĩ phàm thu hồi ánh nhìn, ra phòng bếp. Chú ý tới Tang trĩ chỉ mang vớ, ông dĩ phàm suy nghĩ một chút, đi chốt cửa đen chỗ đi. Nàng từ trong tủ giày lấy ra đôi dép, cười nói ta cái này còn có đôi dép, ngươi không ngại có thể mặc. Tang trĩ lập tức nói cảm ơn tỷ tỷ. Ngồi đi, muốn ăn uống cái gì đều được lấy. Sợ bản thân tồn tại gặp không để cho cô ấy quá tự tại, Ôn Dĩ Phàm lại nói câu, cơ bản đều là ngươi ca đồ. Chờ Ôn Dĩ Phàm trở về phòng, Tang Trĩ mở tivi tủ, liếc nhìn bên trong quà vặt. Tang Duyên vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra. "Ca ca, Tang Trĩ có chút đói, thò tay cầm túi miếng khoai tây chiên, ngươi làm sao cùng người mướn chung? Hơn nữa còn cùng nữ sinh mướn chung. Ngươi cùng ba mẹ nói sao?" bọn họ có biết hay không nhận ra được nàng cử động tang duyên đem miếng khoai tây chiên kéo trở về nhân tiện ném trở về tivi tủ bên trong giữ chút quy củ tang trĩ không giải thích được đây không phải là ngươi mua sao biết nói còn gặp tang duyên khoan thai nói ta chẳng lẽ còn có thể là cho ngươi mua tang trĩ thấy hắn hẹp hòi nhưng đối với túi này miếng khoai tây chiên hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn dứt khoát lựa chọn im hơi lặng tiếng vậy ngươi nhanh lên một chút đi, ta ăn xong phải đi về làm đề. Còn phải nửa giờ, đi trước viết, bản thân giành giật điểm. Tang Duyên Triều bàn ăn phương hướng nâng nâng cầm, liền ngồi đó đi, nếu không đi trong phòng ta viết cũng được. Tang Trị nhắc tới túi sách đi bàn ăn phương hướng đi, lại hỏi cho nên ngươi tại sao mướn chung. Tang Duyên ta bây giờ làm việc còn phải cùng ngươi tiểu thí hài báo cáo. Nga Tang Trị đi phòng ngủ chính phương hướng liếc nhìn, công khai, Ngươi thích kia tỷ tỷ a. À. Tính đi ca ca, ta cũng không phải là không muốn trạm ngươi bên này. Nghĩ đến Ôn Dĩ phàm tướng mạo, Tang Trĩ thở dài, nhưng ta dù sao cũng phải có chút tự biết mình. Tang duyên giận cười, tự biết mình. Đúng vậy. Tiểu quỷ, ngươi nhận rõ một chút. Tang duyên đem lần trước tiện tay nhét vào trong ngăn kéo lẩu để đoán lấy ra, nhàn nhàn nói, những người khác vừa ý ta thời điểm, mới chịu đi suy nghĩ một chút cái từ này hiểu. Tang trĩ thấy hắn thật sự là không biết xấu hổ, không muốn lãng phí thời gian nữa cùng hắn nói nhiều. Nàng ngồi vào bên cạnh bàn ăn, từ trong bọc sách nhảy ra mấy tờ bài thi, chuyên chú bắt đầu viết lên đề. Nửa giờ sau, Tang Duyên đúng lúc đem đáy nồi dời ra ngoài, lười biến nói đi phòng bếp đem phối hợp thức ăn lấy ra. Tang trĩ Nga Thanh Mới vừa ở siêu thị mua thịt cùng thức ăn, nên rửa nên sắc, Lúc này đều bị Tang Duyên sửa sang lại tốt giả bộ bàn. Tang Trĩ một lần có thể lấy mấy bàn, tới tới lui lui di động mấy lần sau, bản thân lấy chén gia vị. Trở lại bàn ăn, Tang Trĩ mới vừa ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới ca ca, không kêu kia tỷ tỷ ăn chung sao? Tang Duyên không lên tiếng, từ tủ lạnh bên trong cầm chai bia. Ngươi thật không có ý định kêu a, à, đây tết nhất. Tang Trĩ không dám tin tưởng thấy hắn người này nhưng thật không có nhân tình vị, hai người nếu là bạn cùng phòng, nên đàng hoàng ở chung nha. Tang Duyên liếc về nàng, có ngươi chuyện gì? Tang Trĩ rất khó chịu, người kia còn đặc biệt cho ta cầm dép, còn bảo ta muốn ăn cái gì tự cầm, không phải là đối ta tốt vô cùng sao? Vậy ngươi không phải cũng phải khách sáo một chút, bảo nàng đi ra cùng nhau ăn cơm. Đối ngươi rất tốt, Tang Duyên cười, cùng ta có quan hệ thế nào? Tang Trĩ Tang Duyên lười để ý nàng, phải gọi bản thân đi gọi. Tang Trĩ nhìn chồng chọc hắn một hồi, cũng không có ý định xen vào việc của người khác, dù sao cũng chính không phải nàng bạn cùng phòng. Nàng lần nữa cầm đũa lên, đi trong nồi thả điểm rau cải bỏng bỏng. Cũng không lâu lắm, Tang Duyên bỗng nhiên nói, người người này còn rất có lương tâm. Tang Trĩ. Nhưng hắn không tiếp tục nói nữa nói. Tang Trĩ lập tức liền nghe ra hắn là ở nói ngược lại châm chọc nàng chỉ biết nói người ta đối nàng tốt, chỉ sẽ để cho những người khác giúp nàng trả lễ lại, trừ há miệng còn lại cái gì cũng sẽ không. Sau đó, Tang Duyên vui vẻ thoải mái mà cầm đũa lên, rõ ràng là cái gì cũng không muốn quản dáng vẻ, nhìn phá lệ thiếu đánh. Tang Trĩ nhịn một chút, đứng dậy đi phòng ngủ chính phương hướng đi. Bên kia, ông dĩ phàm đem mới nhất một tập kịch nhìn xong, quét mắt máy tính bên phải phía dưới thời gian, đang định trở về giường nằm một hồi lại đi khi tắm, cửa phòng vừa vào lúc này bị gõ. Nàng đứng lên, qua đi mở cửa. Bên ngoài đứng tan trĩ. Tiểu cô nương đầu so với nàng hơi lùng hơn một chút, cười lên bên mép có hai nhỏ lê qua, chủ động mời tỷ tỷ, ngươi đi ra cùng chúng ta chung ăn đi. Ta nhìn ngươi thật giống như không ăn cơm tối. Không cần, ông dĩ phàm cười một cái, các ngươi ăn vui vẻ điểm. Tang Trĩ coi như nàng là xin lỗi, dứt khoát nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng có thể không biết. Ừ, ta cùng ta ca hai người đơn độc ăn cơm, là không thể nào ăn vui vẻ. Cuối cùng ôn dĩ phàm vẫn bị cực kỳ nhiệt tình tan trĩ kéo đi ra ngoài. Lớn hình vuông màu trắng bàn ăn, ôn dĩ phàm cùng tan trĩ ngồi một bên, tan duyên một mình một người ngồi ở hai người bọn họ đối diện. Thấy hai nàng đi ra, cũng chỉ là mang hạ mắt, nói cái gì cũng chưa nói ôm dĩ phàm tóc dài nhanh hơn một đoạn thời gian không đi sửa cắt lúc này đã vừa được trước ngực nàng dùng dây thun đem tóc toàn bộ buộc lên lộ ra sáng bóng tráng cả người làm mặt hướng lên trời nhưng vẫn xinh đẹp như là mang trang hồ ly mắt sáng chói màu da trắng như sứ môi màu không điểm còn đỏ tang trĩ không nhịn được nhìn nhiều nàng mấy lần cũng không biết tang trĩ đây mời nàng cùng bàn ăn cơm hành động có hay không trải qua tang duyên đồng ý Ông Dĩ Phàm cố gắng lượng hạ thấp bản thân cảm giác tồn tại, không lạnh không nóng mà ăn mấy viên thịt viên. Ngược lại là Tang Trĩ một mực ở gọi, luôn luôn hỏi nàng có ăn hay không cái này, lại hỏi nàng có ăn hay không kia. Qua mấy phút, Tang Trĩ mới nhớ tới cái chuyện này, tỷ tỷ, ngươi kêu tên gì nha? Ông Dĩ Phàm, ông Dĩ Phàm bổ sung, Dĩ trong trước kia, Phàm trong bình thường. Nga, vậy ta kêu ngươi Dĩ Phàm tỷ tang trĩ phá lệ nhan khống đối ôn dĩ phàm ấn tượng cũng rất tốt cho nên đối với nàng cũng nhiệt tình không ít ta kêu tang trĩ trĩ trong ngây thơ ngươi kêu ta chíp chíp liền tốt lắm đây là ta nhủ danh tốt ôn dĩ phàm cười cười ngươi nhủ danh này còn thật đáng yêu nghe nói như vậy tang duyên đột nhiên khẽ cười một tiếng tang trĩ lập tức nhìn sang bất mãn nói người ta khen ta nhủ danh nhưng thích làm sao tang duyên khóe mắt hơi dương cao vẫn dắt khóe môi, không phản ứng nàng. Ôn dĩ phàm nhấp miếng môi, mơ hồ thấy hắn tiếng này cười là đang cười nhạo nàng. Bởi vì tan duyên đầu tiên trở về biết nói nàng nhũ danh thời điểm, liền cười giống bây giờ giống nhau ác liệt. Sau đó còn nói một câu nói như vậy, ngươi nhũ danh này làm sao giống như tên nha hoàng giống nhau. Ôn dĩ phàm thấy hắn có chút ngây thơ, chỉ coi không có nghe thấy, nhận lấy tang trĩ nói. Là đáng yêu. tang trĩ chớp mắt, ở nơi này loại đãi ngộ khác biệt hạ, quyết định triệt để đem tan duyên làm không khí để đối đãi. Hai người lại tùy ý trò chuyện một hồi. Đúng rồi, chíp chích. Người hôm nay làm sao biết qua tới nơi này, ông dĩ phàm cảm thấy kỳ quái, thuận miệng hỏi một câu, đây không phải là năm mới mùng ba sao. Làm sao không ở trong nhà ngây ngô. Ba mẹ ta đi thân thích, ta không quá muốn đi. Hơn nữa ta mau thi đại học. Nói đến đây, Tang trĩ thanh âm nhẹ hơn một chút, suy nghĩ nhiều tìm chút thời giờ tới học tập, sợ khai giảng thi thi không tốt. Lớp 12 sao? Ông dĩ phàm nói, có hay không muốn thi đại học? Tang trĩ trầm mặt xuống. Vốn là cũng chỉ là tán gẫu, ông dĩ phàm không truy hỏi. Nhưng không bao lâu, Tang trĩ kẹp miếng thịt, bên trắng bên hàm hồ không rõ mà nói, chưa nghĩ ra, ở quấn quýt nam vu đại học vẫn nghi hà đại học. Ông dĩ phàm sửng sốt một chút, cũng có thể thi đậu sao tang trĩ không ngoài ý muốn ôn dĩ phàm ban đầu thành tích không phải rất ổn định trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đối có thể hay không thi đậu đây hai trường học đều rất không có chắc lúc này còn có loại gặp học bá cảm giác vậy ngươi thành tích rất tốt nha tang trĩ chính là sợ không phát huy tốt không cần cho bản thân áp lực quá lớn tốt đây hai trường học đều thật giỏi thì nhìn ngươi tương đối thích đâu hoặc là là nhìn ngươi muốn chọn chuyên ngành ở đâu trường học xếp hạng cao một chút, nhìn chọn liền tốt lắm. Ông Dĩ Phàm nói, hơn nữa nghi hà cách Nam Vu có chút xa, khí hậu cái gì cùng bên này cũng không giống nhau, ta lúc ấy ngay người tốt một đoạn thời gian mới thích ứng. Những thứ này điểm ngươi cũng muốn cân nhắc một chút. Tang trĩ gà con mổ thóc gật đầu, kịp phản ứng, dĩ phàm tỷ, ngươi là nghi hà tốt nghiệp đại học sao? Ông dĩ phàm, đúng. Tăng trĩ, ngươi đi học chính là ngành gì nha? Ông dĩ phàm internet cùng mới truyền thông chuyên ngành. A, à, tăng trĩ sửng sốt một chút, chần chờ nói, ta có một bạn học cũng muốn báo cái này chuyên ngành, cho nên ta nghe nàng nói qua một chút. Nam đại truyền thông tin tức chuyên ngành hình như là so với nghi đại nổi danh. Ông dĩ phàm dừng lại. Tăng trĩ hỏi, dĩ phàm tỷ, ngươi làm sao chọn nghi hà đại học? Không đợi ông dĩ phàm lên tiếng, tang duyên đột nhiên đem bia trong tay đặt ở trên bàn phát ra cạch cạch một tiếng theo động tĩnh này hai người đồng thời nhìn sang nhìn ta làm gì nhìn thấy hai người bọn họ ánh nhìn tang duyên dựa vào phía sau một chút hời hợt nói nói tiếp tang duyên tròng mắt đen nhánh nụ cười cũng tỏ vẻ hời hợt ta cũng muốn nghe một chút là nguyên nhân gì bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 25 Ông lấy hắn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tình cảnh như là dằn co xuống Yên tĩnh không gian, nồi bên trong súc hầm ra ngoài nổi bọt, phát ra ực ực tiếng vang Trước mắt khói mù lượng lờ, như là tăng thêm tầng lự kính, mang tan duyên mặt mày nhuộm mơ hồ Vốn là không phải muốn chọn cái này chuyên ngành Ông dĩ phàm thấp hạ mắt, rất tự nhiên kéo cái lý do Lúc ấy phân đoán chừng được có chút vấn đề, muốn chọn chuyên ngành không thi đậu, bị điều hòa đến truyền thông tin tức. Nghe vậy, Tang Duyên cũng thu hồi ánh nhìn, bình tĩnh uống một hớp rượu. Tang chỉ nhìn một chút Tang Duyên, lại nhìn trở về ôn dĩ phàm, luôn cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Ôn dĩ phàm ngược lại giống như cái gì đều không nhận ra được giống nhau, tiếp tục nói, bất quá bây giờ hình như là ra thành tích mới điền báo tình nguyện, người đến lúc đó có thể tham khảo năm trước số điểm tuyến, Điền báo thời điểm trong lòng cũng có thể nhiều một chút cơ sở. Tốt, Tang Trĩ ngoan ngoãn nói, "Cám ơn Dĩ phàm tỷ." Đề tài dần dần bị mang tới những phương diện khác. Lúc trước kia đoạn nhạc đệm nhỏ tựa hồ cứ như vậy bị lướt qua. Cơm tối kết thúc sau, Tang Duyên coi như nấu cơm kia một, cơm nước xong liền đuổi đi, giống như một đại thiếu gia giống nhau ngồi vào ghế sofa chơi điện thoại. Vốn là Tang Trĩ cũng theo thói quen định đi phòng khách phương hướng đi nhưng chú ý tới ôn dĩ phàm đứng dậy bắt đầu thu thập, nàng bước chân lại dừng lại, đi trở về giúp chung thu thập. Ôn dĩ phàm nhìn nàng, cười nói, ngươi đi học đi, ta tới thu thập là được. Không chuyện, tan trĩ công môi, cũng không kém chút thời gian này. Vậy ngươi giúp ta đem những món ăn kia để chung. Tốt. Qua phân nửa chung. Dĩ phàm tỷ xuất phát từ hiếu kỳ, tan trĩ hạ thấp giọng cùng nàng xì xào bàn tán, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cái gì? Ngươi nếu như không muốn trả lời nói, coi như không có nghe thấy ta nói chuyện là được. Tang trĩ hỏi đến không tốt lắm ý tứ, nhưng lại muốn biết, rốt cuộc những lời này cũng không khả năng từ Tang duyên trong miệng nghe được, ngươi trước kia cùng ta ca nói qua yêu sao? Ông dĩ phàm nói, không có. Lấy được câu trả lời phủ định, Tang trĩ cũng không kinh ngạc bởi vì ba mẹ ta nói qua ta ca cấp ba thời điểm yêu sớm, sau đó mới vừa vừa nghĩ đến ta trước kia ở ngươi trước mặt, lạc đường, chuyện kia, cho nên ta còn tưởng rằng là ngươi. Cho nên hắn là không đuổi kịp ngươi, tan trĩ suy tư hạ, suy đoán, sau đó liền đổi một, không đợi nàng nói xong, tan duyên đột nhiên đứng lên người, tiểu quỷ. Tan trĩ quay đầu lại, làm gì? Đi, tan duyên lấy ghế sofa áo khoác, nhàn nhạt nói, đưa ngươi trở về. Tang trĩ còn không có bát quái xong, Biểu tình lúng túng, ta ở nơi này ở lâu một hồi không được sao? Ngươi không phải chạy về làm đề. Tang Duyên mặc lên áo khoác, bởi vì uống rượu, hắn chỉ lấy nhà chìa khóa, hóa ra là khoác lắc bức. Tang Trĩ không thể làm gì khác hơn là đối ôn Dĩ Phàm nói, Dĩ Phàm tỷ, vậy lần tới nói. Ta đi trước. Ôn Dĩ Phàm ngẩng đầu, được, trên đường cẩn thận một chút. Ra tiểu khu, Tang Duyên chận chiếc xe taxi. Tang Trĩ đi lên trước trói lại dây an toàn, nói ra câu ca ca, ta làm sao cảm giác ngươi đối dĩ phàm tỷ thái độ không tốt lắm. Nàng người không phải thật tốt sao? Nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Tang trĩ gặp qua tang duyên phần lớn bằng hữu, nhưng cơ bản tất cả đều là nam. Cơ hồ tất cả đều là nói lao, tụ chung một chỗ ngây thơ lại ầm ĩ, đối đãi những bằng hữu kia, tang duyên thái độ cũng không gọi được tốt, nói chuyện ác liệt lại duệ trời cao, bảo người hận không được tại chỗ cùng hắn đánh ngươi chết ta sống. Nhưng hắn đối đãi ôn dĩ phàm phương thức nhưng không quá giống nhau. Gần giống như lạnh lùng bỏ qua, ngay cả nói chuyện cũng là lạnh như băng. Bất quá tan trĩ không thấy hắn bên người xuất hiện qua cái khác nữ sinh. Cũng không biết loại thái độ này có tính hay không bình thường. Đây là ngươi bây giờ thủ đoạn tán gái sao? Tan trĩ chăm chú hắn mặt, nhỏ giọng thầm thì, nhưng hai người quan nhìn nhan trị giá thì không phải là một thế giới người e y. Tăng Duyên liếc nàng một cái. Tang Trị rất chân thành cho hắn đề nghị, hơn nữa ca ca, ngươi loại thái độ này, cô gái là sẽ không thích. Một cũng sẽ thích ôm nhu, Tang Trị suy tư hạ, bẻ ngón tay từng điểm từng điểm nói, tính khí tốt, chu đáo, sẽ không tổng không phản ứng người hoàn cảnh gia đình không được tốt lắm cũng không có chuyện gì nghĩ đến tang duyên từ chức dài như vậy thời gian cũng còn chưa có đi tìm chuyện công việc tang trĩ muốn mượn này nhắc nhở hắn một chút chỉ cần đi lên cố gắng là được rồi không phải cả ngày ở nhà làm cái vô nghề nghiệp lang thang tang duyên rốt cuộc ra tiếng không kiên nhẫn nói người lý tưởng hình là đoạn gia hứa tang trĩ trong nháy mắt ngậm miệng một đường an tĩnh đến tiểu khu ngoài cửa tang trĩ xuống xe quay đầu thì thấy tan duyên còn ở trên xe. Nàng sửng sốt một chút, hồ nghi nói, ngươi tại sao còn không xuống? Tan duyên, chính ngươi đi lên. Tang trĩ kịp phản ứng, không thể tin nói, ngươi tối nay vẫn chưa trở lại ngủ. Tan duyên từ. Ngươi không sợ ba mẹ đem chân ngươi cắt ngang. Tang trĩ chưa từng nghĩ hắn lá gan lớn như vậy, vậy chính ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn, nếu không bọn họ một hồi trở lại hỏi ta. Tan duyên sách thanh, ngay cả qua loa lấy lệ cũng lười nhiều qua loa lấy lệ mấy câu ngươi tùy tiện giúp ta nói mấy câu thế nào đi thu thập xong bàn ăn ông dĩ phàm liền trở về phòng ông dĩ phàm không lập tức đi tắm ngồi vào trước bàn đọc sách lật nhìn xuống điện thoại phát hiện triệu viện đông lại cho nàng phát mấy cái uy chát nội dung cùng lúc trước khá giống nhau đều là bảo ông dĩ phàm tết âm lịch tăng ca phải chú ý thân thể nghĩ liền đi về nhìn một chút nàng nàng trở về, tốt. Phát đưa sau khi thành công, ông dĩ phàm lại mở ra mới một tập kịch nhìn. Bất tri bất giác liền đi thần. Nhớ lại tan trĩ mới vừa nói. Bởi vì ba mẹ ta nói qua ta ca cấp 3 thời điểm yêu sớm. Nếu như không sai. Đây nói đối tượng chắc là nàng. Cấp 3 thời điểm, thầy cho là hai người bọn họ yêu sớm, lúc ấy còn tìm bọn họ hai qua nói ra chuyện này, sau đó còn nói gia trưởng. Nàng nhớ chuyện này còn xảy ra hai lần, chia ra ở lớp 10 cùng lớp 11. Ông dĩ phàm suy nghĩ bị tiếng điện thoại cắt ngang. Nàng nhận điện thoại, nghe được đầu kia truyền tới chung tư kiều thanh âm, ngươi ngày mai là không phải phải đi làm. Ông dĩ phàm ừ một tiếng. Chung tư kiều ai, hai ta mấy ngày nay còn chưa thấy qua đâu. Ông dĩ phàm cười, cũng không phải không có cơ hội. Chúng ta làm sao liền ở xa như vậy? Trung Tư Kiều tiếp tục trên rỉ than thở, ta đi mấy ngày thân thích, vừa mệt lại không có trò chuyện. Không phải đang hỏi ta có chưa có đối tượng, chính là đang hỏi muốn không muốn cho ta giới thiệu đối tượng, giống như hẹn tốt lắm giống nhau. Ngươi cùng ngươi nam thần thế nào? Vốn là cảm giác khá giống nhau, nhưng hắn lại một mực không nói. Trung Tư Kiều có chút khổ não, hắn đây là đang đem ta coi như lớp dự phòng sao vẫn là muốn tìm một tương đối có ý định ngày lễ lại cùng ta tỏ tình. Nếu quả thật thích, ngươi chủ động điểm cũng không có quan hệ gì. Bất quá ngươi được trước thấy rõ người này sao, còn chưa nói hết, ông dĩ phàm đột nhiên nghe được chốt cửa đen chỗ truyền tới cửa mở ra lại chốt cửa thanh âm, thanh âm dừng lại. Thế nào? Không có chuyện gì, nghe được phòng khách có động tĩnh thanh. Ông dĩ phàm chưa từng nghĩ hắn tối nay sẽ còn trở lại, thuận miệng nói, hẳn là tan duyên trở lại. Trung tư kiều kinh ngạc, hắn mùng ba đầu năm liền không ở nhà ở sao. Không đợi nàng không trả lời, Trung tư kiều lại nói tiếp, bất quá ta bây giờ nghe hai người mướn chung, vẫn cảm thấy có chút quỷ dị cảm giác. Rốt cuộc hắn trước kia không là vui vẻ ngươi sao? Hai ngươi thật không có xảy ra cái gì a? À? Ông dĩ phàm thành thực nói, mặt cũng chưa từng thấy mấy lần. Được rồi. Trung tư kiều nói, giống như cũng là, rốt cuộc cũng đi qua nhiều năm như vậy. Nghĩ đến tối nay nói ra đại học chuyện, ôn dĩ phàm nhắc tới một chuyện kiều kiều, hướng lãng hắn trước vốn là định thi nghi hà đại học sao. Ta làm sao đối cái này không có ấn tượng gì. Có đi, bất quá liền lớp 10 tự trường thời điểm nói qua mấy lần. Trung tư kiều kịp phản ứng, ngươi muốn nói chính là ta đi ra ngoài kia trở về hắn thật lòng lời nói nói đi. Hắn lúc ấy nói thời điểm ta cũng rất muốn than phiền, bất quá vẫn là chịu đựng. Hắn chính là thiếu, lời kia là cố ý nói cho Tang Duyên nghe. Hai người bọn họ lớp 12 cùng lớp thời điểm liền không đúng lắm phó. Trung Tư Kiều cười lên, ta còn quên cùng ngươi nói, đưa ngươi trở về sau, đây ngu bức còn vô tình nói lỡ miệng. Nói hắn cũng đã quen rồi, cũng quên trải qua đã bao nhiêu năm. Còn nói thấy Tang Duyên bây giờ lạnh như băng, nhìn quá không có ý nghĩa, trước kia hắn nói lời như vậy có thể đem tan duyên kích được châm chọc hắn mấy trăm hiệp. Hai người lại trò chuyện một hồi. Đem điện thoại cắt đứt sau, ông dĩ phàm đứng dậy. Muốn đi tắm thời điểm, lại cầm lên điện thoại. Nàng nhấp miếng môi, mở ra cùng tan duyên uy chắc tán dốc cửa sổ, chậm rãi gõ trước hướng lãng nói cùng ta chung nghi hà đại học gõ đến đây, nàng chăm chú màn hình, động tác ngừng lại. Không biết qua bao lâu ông dĩ phàm thở ra một hơi đem gõ chữ toàn bộ xóa vẫn tính chuyện này trải qua bao lâu nhắc lại tới thật giống như có một chút không giải thích được hơn nữa nàng lúc ấy chính là không xử lý xong chuyện này bây giờ coi như muốn giải thích cũng không bất luận cái gì đạo lý ngắn ngủi ba ngày nghỉ kỳ kết thúc ông dĩ phàm lại bắt đầu qua mỗi ngày mở mắt liền chuẩn bị ra cửa về đến nhà rửa mặt xong liền nhắm mắt ngủ cuộc sống cùng tan duyên kia hơi hài hòa một chút ở chung, tự hồ cũng theo ngày lễ qua còn tiêu mất. Sau lại khôi phục thái độ bình thường. Trên căn bản, hai người mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Nhưng đối thoại số lần nhưng thật là ít ỏi. Bất quá ôn dĩ phàm thấy đây ở chung cũng không gọi được là không vui, nhiều lắm là coi như là khoảng thời gian này ở chung không có bảo quan hệ của bọn họ kéo gần bất luận cái gì một phần, thực hiện ngay từ đầu không can thiệp chuyện của nhau cam kết, ai lo phận nấy sinh hoạt. Trong lúc vô tình, toàn bộ hai tháng liền đi qua. Tự hồ là trong một đêm, thấu xương giá rét bị đến mùa xuân đuổi đi, nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Lúc trước Tết âm lịch ôn dĩ phàm không đi triệu viện đông kia. Có lẽ là bởi vì chuyện này, từ đó về sau, triệu viện đông tìm nàng số lần rõ ràng nhiều không ít. Mỗi ngày đều sẽ tìm nàng nói chuyện, nói xong lời cuối cùng cũng sẽ diễn biến thành ngươi lúc nào rảnh tới gặp mẹ một mặt thời gian lâu dài ông dĩ phàm thấy như vậy kéo có một chút phiền toái dứt khoát thấy một mặt ứng phó chuyện suy nghĩ gặp mặt sau triệu viện đông tìm nàng số lần phỏng chừng cũng sẽ không lại giống bây giờ như vậy thường xuyên ông dĩ phàm ngày nghỉ ở ngày cây xanh sau một ngày buổi chiều hôm đó dựa theo triệu viện đông cho địa chỉ ông dĩ phàm ngồi tàu điện ngầm qua vừa mới tới cửa tiểu khu liền gặp được triệu viện đông bóng dáng triệu viện đông mang kiện váy đầm dài trên mặt trang điểm rất nhạt, tóc tới eo, bị uống từng cuốn. Thời gian tự hồ không có ở nàng trên mặt giữ lại bất cứ dấu vết gì, cùng mấy năm trước so sánh, nàng hình dáng cũng không có quá biến hóa lớn, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, lại mang cái tuổi này nên có ý vị. Ông dĩ phàm tướng mạo phần nhiều là theo nàng. Thấy ôn dĩ phàm, triệu viện đông ánh mắt dừng lại, lập tức đi tới. Nàng trong thần sắc kích động hoàn toàn không che giấu được, nhưng động tác nhưng lộ vẻ bức rứt, chỉ nhẹ nhàng kéo lại nàng cánh tay ta hàng tới A. À. Ừ. Đi ra làm sao mới mặc như vậy điểm. Ông dĩ phàm sách mới vừa ở trên đường mua trái cây, cười nói, không lạnh. Yên lặng. Triệu viện đông ánh nhìn đặt ở nàng trên mặt. Hai người rất nhiều năm không gặp, đối lẫn nhau đều cảm thấy xa lạ. Nhìn nàng mặt, triệu viện đông hốc mắt dần dần đỏ lên, vô thức quay đầu chỗ khác, ngươi nhìn ta cũng vậy. Ông dĩ phàm không thích qua loa loại chuyện này nhẹ nhấp hạ môi đi vào trước đi ta tối nay còn có chuyện ăn uống cơm tối xong phải đi không có cách nào ở ngươi đây ngây ngô lâu như vậy tốt cốt tốt, cùng mẹ về nhà triệu viện đông lau mắt mẹ cũng sợ quấy rầy ngươi công việc cùng nghỉ ngơi ngươi không rảnh nói ta qua ngươi kia ngồi một chút cũng được sau này ngươi muốn ăn cái gì liền cho mẹ gọi điện thoại mẹ qua cho ngươi làm ta cùng người mướn chung sợ sẽ ảnh hưởng đến bạn cùng phòng. vậy ngươi rảnh nói quá nhiều tới. triệu viện đông nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong mắt mang đau lòng, nhìn ngươi đây gầy được, một chút thịt đều không có, có phải không đều không tốt thứ ăn ngon. ông dĩ phàm tăng. triệu viện đông lại nhìn nàng mấy mắt, thở dài nói, chúng ta a à hàng trưởng thành, xinh đẹp hơn trước kia. ông dĩ phàm chẳng qua là cười cười. hai người đi tới triệu viện đông chỗ ở kia tòa nhà lầu. Triệu viện đông bây giờ ở nhà, cùng ban đầu nàng tái hôn sau, ôn dĩ phàm đi theo cùng nhau dời qua ở không phải cùng một chỗ. Nàng đại khái là những năm trước đây mới dời nhà. Là cái mới cao cấp chung cư, tiểu khu xanh hóa cùng bất động sản cũng làm rất tốt. Không gian cũng lớn rất nhiều. Trong ấn tượng, chuyện này triệu viện đông là theo nàng đề cập tới. Nhưng ôn dĩ phàm không để ở trong lòng, cho nên cũng không quá nhớ là chuyện khi nào ngồi lên thang máy triệu viện đông ở bên cạnh cô ấy nói chuyện đúng rồi ngươi còn chưa thấy qua hâm hâm đâu nói đến đây nàng nụ cười rõ ràng hơn một chút cũng sắp ba tuổi triệu viện đông trong miệng hâm hâm đầy đủ tên là trịnh khả hâm là ôn dĩ phàm cùng mẹ khác cha em trai ngươi trịnh thúc thúc vẫn còn ở đi làm thang máy vừa vặn đến triệu viện đông từ trong túi lấy chìa khóa ra dai dai cũng không ở nhà Nàng lên đại học cách mấy tuần lễ mới gặp về nhà một chuyến. Hơn nữa nàng trước còn đặc biệt cùng ta nói một lần, nói trước kia là nàng tuổi còn nhỏ, đối ngươi ác ý quá nặng, nhưng nàng bây giờ đều đã chấp nhận, cũng cảm thấy thật xin lỗi ngươi. Ông Dĩ Phàm không lạnh không nóng mà ừ một tiếng. Triệu Viện đông mở cửa ra, trước hết để cho ông Dĩ Phàm đi vào ngồi trước. Vừa nói, nàng đột nhiên nghĩ tới kiện chuyện, đúng rồi, A à Hàng ngươi bác cả gái cũng ở đây ít ngày trước nàng nghe ta nói ngươi tới nam vu hôm nay cũng đặc biệt từ bắc du tới nói muốn gặp ngươi một mặt nghe nói như vậy ôm dĩ phàm nâng mắt đồng thời nàng chỉ thấy triệu viện đông trong miệng bác cả gái xa nhạn cầm từ trong phòng đi ra ơ ờ, sương Hàng tới rồi xa nhạn cầm bỗng bác gái đầu cùng triệu viện đông tuổi tác khá giống nhau nhưng như là hai tuổi tầng người thanh âm cũng tỏ vẻ to mau tới mau tới bảo bác gái nhìn một chút. Cũng bao nhiêu năm không gặp, xa nhạn cầm vừa đi tới bên cười đùa, người đứa nhỏ này cũng thật là không có lương tâm, đi bên ngoài học đại học sau giống như không biết nhà ở nơi nào giống nhau, cũng không biết trở lại nhìn bác gái một cái. Ông dĩ phàm biểu tình cứng đờ, quay đầu an tĩnh mà nhìn về phía triệu viện đông. Triệu viện đông không chú ý tới, chẳng qua là hỏi hâm hâm đâu. Ngủ đây, ầm ỉ một buổi chiều, lúc này cũng mệt mỏi. Nói xong, Sa Nhạn cầm lại đem đề tài kéo trở về Ôn Dĩ Phàm trên người, xương hàng thật đúng là càng lớn càng đẹp mắt. Triệu Viện Đông cười nói, đúng vậy, bảo người nhìn mắt cũng không rời ra. Sa Nhạn cầm có thể so với người lúc còn trẻ nhiều dễ nhìn. Đó là đương nhiên, Triệu Viện Đông bật cười, rồi sau đó kéo Ôn Dĩ Phàm tay, dắt nàng ngồi xuống, ta ngồi trước đi, a hàng cùng mẹ ngồi chung nói trò chuyện. Sa Nhạn cầm ngồi ở khác một tấm ghế sofa thuận miệng hỏi sương Hàng bây giờ đang làm gì công việc a à? ông dĩ phàm không tiếp lời ngược lại là triệu viện đông chủ động giúp nàng trả lời còn cùng nghi hà thời điểm giống nhau phóng viên truyền thông Sa nhạn cầm cao mày đó không phải là không thế nào kiếm tiền sao vừa khổ a à Hàng thích là được triệu viện đông nói dù sao cũng chính tiền đủ sinh hoạt cũng không cần quá nhiều cũng đúng Sa nhạn cầm đột nhiên thò tay vỗ một cái ôm dĩ phàm cánh tay, giống như phải tức giận. Sương Hàn, ngươi làm sao thấy bác gái cũng không kêu người, làm sao đọc sách nhiều còn không có lễ phép. Ôm dĩ phàm dương mắt nhìn nàng, vẫn không nói câu nào. A Hàn bây giờ tính tình so với trước kia trầm ổn, nói cũng không nhiều. Thấy tình cảnh dần co xuống, triệu viện đông nụ cười mang hơn một chút lúng túng. A Hàn, ngươi cũng vậy, sao không kêu ngươi bác gái? Nàng đối chúng ta có ân, trước kia còn giúp mẹ chiếu cố ngươi mấy năm. Sa nhạn cầm lại là một bộ cười ha hả hình dáng, đúng vậy, ta đối xương hàng nhưng như đối với con gái ruột giống nhau. Ông dĩ phàm chỉ cảm thấy hai nàng thanh âm như là máy bay ném bom giống nhau, tranh cãi nàng đầu cũng sắp nổ. Nàng cúi đầu, chịu đựng bây giờ liền đứng dậy đi xung động. Viện Đông Liếc thấy trên bàn trái cây, sa nhạn cầm nói, ngươi nhìn xương hàng đây không phải là mua trái cây sao? ngươi đi tắm một cái, ta cắt tới ăn, đừng lãng phí nàng một phần tâm ý. Triệu viện đông mới nhớ tới chuyện này, được, ăn trái cây ta sẽ tới chuẩn bị làm cơm tối. Chờ triệu viện đông vào phòng bếp, xa nhạn cầm chăm chú ôm dĩ phàm mặt, trong miệng tấm tắc có tiếng, sương hàng, ngươi nói ngươi, cũng không biết dùng một chút bản thân ưu thế. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, tùy tiện tìm một tốt chồng gã cho là được, đâu dùng qua được như vậy khổ cực ông dĩ phàm chỉ coi không có nghe thấy. Chớ ngại bác gái phiền, bác gái cũng là vì ngươi khỏe, nhìn ngươi quá như vậy mệt mỏi ta cũng không chịu nổi. Sa nhạn cầm nói, ngươi nghỉ việc, cùng bác gái trở về Bắc du, bác gái cũng tốt tiếp tục chiếu cố ngươi. Ngươi bác cả bên kia có đồng bạn hợp tác, đặc biệt có tiền, chính là tuổi tác nhưng có thể so sánh ngươi lớn một chút, nhưng đối với người rất tốt. Sa nhạn cầm nói, bác gái cho ngươi giới thiệu một chút, Ngươi cũng đừng tổng qua cuộc sống như thế, cũng phải tìm người bao nhiêu đau thương ngươi. Ông dĩ phàm ngước mắt lên. Sa nhạn cầm lại nói, còn nữa, anh ngươi năm nay sắp kết hôn rồi, phòng cưới cũng không có rơi. Chúng ta trước kia chiếu cố ngươi lâu như vậy, ngươi cũng thích coi như giúp điểm. Dù sao cũng chính ngươi một cô gái cũng không cần gì, nàng trong miệng ca ca là sa nhạn cầm con trai ôn minh. Ta trước biết một cái công ty ông chủ, ông dĩ phàm cắt ngang nàng nói mặt không chút thay đổi nói, cũng rất có tiền, còn rất đúng dịp, hắn thích nam. Cần ta giúp đỡ đem ôn minh giới thiệu cho hắn sao? Sa nhạn cầm sửng sốt một chút, lập tức cả giận, ngươi đứa nhỏ này nói thế nào đâu? Nghe được cái này động tĩnh thanh, triệu viện đông lập tức từ phòng bếp đi ra, chuyện gì xảy ra? Từ đi vào bắt đầu, ôn dĩ phàm trên người túi liền không hái xuống qua, lúc này trực tiếp đứng lên. Nàng thấy bản thân nhẫn nại đã đến cực hạn, sửa sang lại quần áo, ta sẽ không lại tới ngươi nơi này. Triệu viện đông không có nghe rõ cái gì. Ông dĩ phàm ánh mắt cùng nàng đối, rõ ràng nhắc lại đây là ta lần cuối tới ngươi đây. Vốn là bất luận cái gì người ta cũng không muốn lại liên lạc. Nhưng ba ta cùng ta nói rõ, hắn sau khi đi, ta được chiếu cố thật tốt ngươi. Lần này ôm dĩ phàm ngay cả nụ cười cũng lộ không ra ngoài, từ từ mà nói, hắn đây di ngôn ta cũng không cách nào coi như không có nghe thấy. Vậy ngươi cứ coi ta cùng hắn cùng chết đi. Ông dĩ phàm khi về đến nhà, trời đã hoàn toàn đen xuống. Nàng đổi dép, vừa nhấc mắt liền thấy tan duyên một như thường lệ nằm ở ghế sofa chơi điện thoại. Hắn mang quần áo thường, toái phát tán lạc trên trán, tư thế ngồi rất lười, nhìn qua thư thích đến cực kỳ. Cùng thuở thiếu thời ngồi ở nàng sau lưng, động một chút là dùng chân gặp một chút nàng cái ghế tìm cảm giác tồn tại người thiếu niên kia chồng lên nhau với nhau. Phòng khách TV mở rộng, để nào đó bộ không biết tên điện ảnh, lúc này chính phát ra hoành tráng tiếng cười. Ông dĩ phàm dừng tại chỗ, mơ hồ kêu hắn một tiếng, tan duyên. Hai người ở nhà cơ hồ không có bất kỳ trao đổi gì. Có lẽ là bất ngờ, tan duyên dương mắt, đem điện thoại di động buông xuống, làm sao? Ông dĩ phàm lấy lại tinh thần, đem trong miệng nuốt trở vào, cười cười, ta hôm nay có thể phải sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi trước 9 giờ có thể đem tivi chốt cửa nhỏ tiếng một chút sao? Tang Duyên chăm chú nàng nhìn một hồi, lúc này rất dễ nói chuyện, được. Ông dĩ phàm gật đầu, cảm ơn. Nàng trở về phòng, thật nhanh tắm. Từ nhà vệ sinh đi ra sau, ông dĩ phàm cảm thấy mệt mỏi kiệt lực, quể oải đến tự hồ nhắm mắt lại là có thể ngủ nhưng trong đầu cũng không kiểm soát mà có vô số hình ảnh vạch qua, một chút xíu mà mang nàng tinh thần xé rách. Cuối cùng, lại bị cõi mộng cùng buồn ngủ một chút xíu mà gom góp lên. Bên kia, thấy ôn dĩ phàm trở về phòng, tan duyên trực tiếp đem tivi tắt. Luôn cảm thấy nàng không đúng lắm, hắn tiếp tục chơi một hồi trò chơi, rất nhanh sẽ không có tâm tình, trực tiếp lui ra. Tang Duyên mở ra cùng ôm dĩ phàm tán dốc cửa sổ. Ngươi chuyện gì xảy ra? chăm chú nhìn một hồi tang duyên cũng không do dự bao lâu rất thống khoái điểm phát đưa sau đó hắn lại thờ ơ mở ra đem trò chơi kết thúc một ván sau kia đầu cũng không quay lại phục nhanh như vậy liền ngủ thấy thời gian không còn sớm tang duyên đem điện thoại di động gác qua một bên đứng dậy trở về phòng hắn cầm lên đổi giặt quần áo vật đi phòng tắm phương hướng đi liếc thấy phòng ngủ chính phương hướng thì hắn ánh mắt ngừng một chút lại trở về phòng khách cầm lên điện thoại. Lúc này mới vào phòng tắm. Tang Duyên đem điện thoại di động âm lượng điều lớn, cởi quần áo bắt đầu tắm. Chờ hắn tắm xong, lại thắp sáng điện thoại thì, đầu kia vẫn không trả lời. Tang Duyên khóe môi nhẹ kéo, đem quần áo mặc lên liền ra phòng tắm. Hắn đem điện thoại di động cất trở về trong túi, dùng khăn lông lau tóc, đi phòng bếp phương hướng đi, định đi lấy bình nước lạnh uống hắn mới vừa đi tới phòng ăn vị trí sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa tang duyên quay đầu chỉ thấy ôn dĩ phàm đi ra động tác có chút chậm chạp biểu tình cũng ngơ ngác hắn chọn hạ mi đem khăn lông gác lên trên cổ ngươi làm gì chứ ôn dĩ phàm không lên tiếng đi phương hướng của hắn đi tới dừng ở hắn trước mặt ta mới vừa tắm xong ngươi liền đi ra mục đích tính ngược lại cũng không cần như vậy miễn cưỡng, Tang Duyên rủ mắt nhìn nàng, ngữ khí thiếu thiếu mà, muốn nhìn Mỹ Nam ra, lời còn chưa dứt, ôm dĩ phàm đột nhiên thò tay ôm lấy hắn. Tang Duyên thân thể cứng đờ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 Phát điên mà ái mộ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com lời còn sót lại cũng giống là băng ca sét tựa như bên trong phòng nháy mắt rơi vào yên tĩnh tang duyên lông mi giật giật từ hắn cái góc độ này chỉ có thể nhìn được ôn dĩ phàm hơi sốc xếp sợi tóc cùng với rũ thấp lông mi hắn hầu kết trên dưới trượt hàng giọng nói ngươi làm gì vậy ôn dĩ phàm không trả lời tang duyên tóc còn ướt nhẹp ngọn tóc chỗ giọt nước từ mặt bên tuột xuống theo hàm dưới nhỏ xuống đập mấy viên đến nàng trong tóc. Hắn chăm chú nhìn, rồi sau đó ung dung thông thả giơ tay lên, động tác rất nhẹ mà dùng đầu ngón tay cả rớt. Giống như không nhận ra được, nàng không đảm nhiệm phản ứng gì. Ông dĩ phàm sinh đến không thấp, thân cao ước chừng đến hắn càm vị trí, bộ xương nhưng gầy nhỏ, trên người cũng không mấy lượng thịt. Lúc này gò má dựa vào hắn ngực, hai tay ôm hắn eo, lực đạo không nhẹ không nặng cảm giác tồn tại nhưng miễn cưỡng được như là rơi vào trên người một giọt nóng bỏng dung nham kéo dài mười mấy giây có thể cho ta chính xác nói tang duyên lại ra tiếng không quá đứng đắn nói ngươi còn định ôm bao lâu vừa dứt lời ông dĩ phàm lập tức buông lỏng tay nàng chậm chạp mà lui về sau một bước không thấy tang duyên trong miệng lầu bầu câu mấy chữ chữ giống như ở đầu lưỡi bên trong cút qua một vòng nghe rất hàm hồ Tang Duyên không có nghe rõ. Nói cái gì vậy? Nhưng ôn dĩ phàm nhưng không nói nữa nói. Giống như bản thân chuyện gì đều không làm giống nhau, nàng chuyển người, chậm rãi đi phòng ngủ chính phương hướng đi. Nhìn trấn định lại như thường, phản phất nàng nửa đêm đột nhiên chạy đến ôm hắn, là một kiện cực kỳ bình thường lại chuyện đương nhiên. Chưa từng nghĩ nàng có thể đưa ra như vậy phản ứng, tan duyên mi tâm giật mình, trong lời nói mang hoang đường ý. Ôn dĩ phàm. Cùng lúc đó, ông dĩ phàm vừa vặn đi tới phòng ngủ phụ trước cửa. Nàng dừng bước lại, như là nghe được hắn thanh âm, nhưng ánh mắt nhưng đặt ở tan duyên gian phòng phương hướng, cứ như vậy dừng hình ảnh mấy giây. Nàng thu hồi ánh nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Theo một trận đóng cửa tiếng vang, hai người bị ngăn cách ra. Tan duyên còn đứng tại chỗ. Tình cảnh như là tỉnh trệ ở. Mấy giây sau, khăn lông từ bả vai trượt hạ, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Tang Duyên thu hồi suy nghĩ, không người nhặt lên. Bên trong phòng khách bạch đèn sáng choang, chói mắt lại để cho người hoảng thần. Chung quanh lặng lẽ không hơi thở, tỉnh đến có thể nghe được không khí đang chậm rãi lưu động, ôm dĩ phàm kia ngắn ngủi xuất hiện hơi thở, tự hồ cũng vì vậy tản đi. Giống như một trận cõi mộng. Cách trời tỉnh lại. Ôm dĩ phàm những thứ kia hỏng tâm tình cùng cảm giác khó chịu hoàn toàn tiêu mất, thấy bản thân như là đầy một buổi tối điện, tỉnh lại liền khôi phục như lúc ban đầu. Nàng ngồi dậy, ở trên giường ngồi một hồi tỉnh thần, tùy tiện suy nghĩ ngủ thật là một vũ khí cuối cùng. Chỉ cần ngủ một giấc, sở hữu hỏng tâm tình cũng có thể tiêu hóa hết. Ôn dĩ phàm cầm lên điện thoại, bên đứng dậy vào nhà vệ sinh. Nàng theo thói quen trước cả một hồi tin tức, sau mới mở ra uy chắc liếc nhìn. Theo hạ trượt, chú ý tới tối qua chính điểm ra đầu thì, Tang Duyên cho nàng phát điều uy chát. Tang Duyên, ngươi chuyện gì xảy ra? Ông dĩ phàm nháy mắt hạ mắt, cũng không rõ lắm lúc đó bản thân ngủ chưa. Từ nhà vệ sinh bên trong sau khi đi ra, nàng liền trực tiếp nằm giường bắt đầu chuẩn bị buồn ngủ, sau cũng không nhìn nửa điện thoại. Nàng cái bàn chải đánh răng ngậm vào trong miệng, dành ra tay trở về. Cái gì? Một khắc sau Tang Duyên trở về cái dấu hỏi hắn đây động một chút là quan người một mặt dấu hỏi tật xấu cuối cùng từ đâu tới. Ông dĩ phàm bên đánh răng bên suy tính. Tối qua tan duyên phát uy chắc thời gian này, nàng không ở phòng khách, cũng không có phát ra động tĩnh ảnh hưởng hắn. Hơn nữa, nàng trở về nhà thời điểm, cùng hắn nói chuyện thái độ cũng thật bình thường. Suy nghĩ một chút, ông dĩ phàm lại trở về. Ngươi phát lầm người sao? Tan duyên. Qua mấy giây, hắn lại phát dơ ngón tay cái biểu tình, ôn dĩ phàm một mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu hắn ý tưởng, nhưng cũng có thể thông qua hắn kia hai cái dấu hỏi biết, đây ngón tay cái không biết là cái gì không biết thẹn, nàng nhổ ra trong miệng bọt, không biết nên làm sao trở về, luôn cảm thấy người này cảm xúc lên lên xuống xuống, mỗi ngày đều có chút kỳ quái, ôn dĩ phàm cũng không nghĩ quá nhiều, dứt khoát đem đây ngón tay cái hiểu thành nó lúc ban đầu hàm nghĩa chỉ coi là sáng sớm tan duyên liền cho nàng phát tới khích lệ. Suy nghĩ chuyện này dù sao cũng phải ngươi tới ta đi một chút. Nàng sau khi suy tính, cũng trở về kính hắn một ngón tay cái. Lúc này mới 8 giờ ra mặt. Ông dĩ phàm cầm lên áo khoác, cắt lên trong khuỷu tay, đạp dép đi ra khỏi phòng. Mặc dù tan duyên đã tỉnh, nhưng bởi vì thời gian còn sớm, nàng động tác vẫn vô thức mà để nhẹ hơn một chút. Vốn tưởng rằng Tang Duyên còn không có ra căn phòng. Vậy mà Ôn Dĩ Phàm vừa vào phòng bếp, liền thấy hắn chính tựa vào bàn bếp bên cạnh uống nước lạnh. Tang Duyên tựa hồ phá lệ vẫn cứ tốt màu đậm quần áo, ngay cả mặt ở nhà quần áo thường cũng không ngoại lệ. Màu đen tuyền áo thun cùng màu quần dài. Hắn hình dáng thờ ơ, nhìn có chút mệt, như là ngủ không ngon. Lúc này hắn thấp mắt, đang tay cầm điện thoại di động đem chơi chú ý tới nàng tồn tại, cũng chỉ là nhàn nhàn mà xốc hạ mí mắt. Ông dĩ phàm từ tủ lạnh bên trong cầm hộp sữa chua, cùng với một túi bánh mì nướng. Nàng chốt cửa tủ lạnh cửa, do dự chốc lát, vẫn nói ra hạ hắn mới vừa phát uy chát. Ngươi tối qua uy chát tìm ta có chuyện gì không? Tang duyên nâng mi, dứt khoát ngoắt ngoắt mà chăm chú nàng, đột nhiên cười. Muốn làm chưa có phát sinh qua. Nếu như ôn dĩ phàm không phải chắc chắn bản thân ngày hôm qua không uống rượu, nàng đều phải cho là bản thân là uống vụn vặt làm có chuyện gì xảy ra. Trong chớp nhoán, ôn dĩ phàm nghĩ đến chính điểm ra đầu thời gian này. Tối qua nàng về nhà một lần, liền cùng hắn nhắc tới bản thân hôm nay muốn đi ngủ sớm một chút, bảo hắn trước 9 giờ đem tivi chốt cửa nhỏ tiếng một chút. Nhưng hai người mướn chung trước, nàng nói yêu cầu là sau 10 giờ không thể làm ra động tĩnh quá lớn nói trước một giờ. Ông dĩ phàm vốn không cảm thấy đây là đại sự gì. Nhưng Tang duyên người này từ trước đến giờ chuyện bé xé ra to. Có thể là hắn càng muốn, càng thấy nói trước một giờ chuyện này, bảo hắn tâm tình rất không thoải mái. Tối hôm qua là tình huống đặc biệt, ông dĩ phàm giải thích, xin lỗi ảnh hưởng đến ngươi, sau này sẽ không có tình huống như vậy. Cũng cảm ơn ngươi nguyện ý nhân nhượng ta. Tang duyên không lạnh không nóng thu hồi mắt, được. Ông dĩ phàm nhẹ nhàng thở ra. Đây đối với ta mà nói, không coi vào đâu chuyện nhỏ. Tan duyên nghiêng đầu, gần từng chữ một, hy vọng ngươi sau này làm ra loại chuyện này sau, có thể cho ta một giải thích hợp lý. Lúc này ôn dĩ phàm là thật thấy hắn người này hẹp hòi lại mơ hồ. Đây cũng là đại sự. Không phải bảo ngươi đem tivi điều nhỏ tiếng một chút. Ôn dĩ phàm nhịn một chút, vẫn là không có than phiền. Được, ta sẽ ông dĩ phàm đến phòng làm việc thì bên trong vẫn chưa có người nào tới nàng đi trước phòng giải khát rót ly cà phê chờ nàng trở về sau chỉ thấy tô điềm cũng đã đến lúc này buồn ngủ cực kỳ tựa như nằm ở trên bàn ngủ bù cùng nàng lên tiếng chào hỏi ông dĩ phàm hỏi ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy không về nhà đâu nhìn một suốt đêm mới từ phòng máy trở lại tô điềm mơ mơ màng màng nói ta trước ngủ một hồi Ông Dĩ Phàm nói: "Ngươi ngủ nhiều một chút đi, có chuyện ta lại kêu ngươi." Hơn nữa nằm ngủ có phải không không quá thoải mái, ngươi muốn không nên đi ghế sofa bên kia ngủ. "Ta nơi này có một thảm." "Không cần, Tô Điềm nói, ta liền ngủ nửa giờ, sau đó được viết bản thảo." Ông Dĩ Phàm không nói thêm nữa, vẫn đem thảm cho Tô Điềm, nàng mở ra bản văn, lật xem tài liệu, viết một hồi phỏng vấn đề cương. Không biết qua bao lâu, sát vách tô điềm đột nhiên ngồi đứng thẳng lên, một phó ngủ bối rối dáng vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía ôn dĩ phàm, hô hấp có chút gấp rút. Dĩ phàm. Nghe tiếng, ôn dĩ phàm quay đầu. Thế nào? Ta mới vừa làm một ác mộng, kỳ quái. Tô điềm ngạch phòng còn suốt mồ hôi, nhìn ngủ cũng không tốt lắm, nằm mơ thấy ta liền nằm ở đây ngủ, sau đó có thể nghe được ngươi gõ bàn phím thanh âm, chung quanh còn có một đứa bé đang khóc, trên lưng thật giống như cũng có đồ đang đè ta. Ông dĩ phàm sửng sốt. Đây nghe làm sao như vậy dọa người. Đúng vậy, ta mới vừa cũng sắp hít thở không thông. Tô điềm thở dài, ta cảm giác ta là có ý thức, nhưng giống như là bị một tầng mạng bọc thực phẩm, làm sao cũng không nhúc nhích được. Vậy hẳn là quỷ đè, người mới vừa nằm ngủ, máu nhưng có thể không quá lưu thông. Ông dĩ phàm an ủi, người đi ghế sofa bên kia đi ngủ hẳn cũng sẽ không được rồi ta còn lòng vẫn còn sợ hãi tô điềm nói lần đầu tiên làm kỳ quái như vậy mộng nghe nàng vừa nói như vậy ông dĩ phàm cũng nhớ tới cái chuyện này ta tối qua cũng là một thật giấc mơ kỳ quái tô điềm cầm lên ly nước cái gì bất quá không tính là ác mộng ông dĩ phàm nghiêm túc nói ta nằm mơ thấy tự mình một người vào một mảnh rừng sâu núi thẳm ở bên trong đi một mình nửa ngày một mực không tìm được cửa ra sau đó trời đã tối rồi ta cái gì cũng không thấy được cũng bắt đầu cảm thấy rất lãnh sau đó thì sao ta liền đột nhiên nghĩ tới ta trên đường tới thật giống như thấy được mặt trời ông dĩ phàm nói sau đó ta liền muốn trở về tìm kia mặt trời lấy sưởi ấm lại đi một đoạn đường thật đúng là tìm được tô điềm chỉ ra nàng suy luận vấn đề trời không đều tối ở đâu ra mặt trời ông dĩ phàm cười cho nên là mộng cái này thì kết thúc rồi ngươi không từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra không đi ra thấy mặt trời thời điểm liền đi ra ông dĩ phàm miễn cưỡng nhớ một chút nhưng mộng cảnh trí nhớ đạm nàng cũng nhớ không rõ lắm thấy cảnh tượng này tựa hồ có chút kỳ lạ hơn nữa ta thấy mặt trời thời điểm thật giống như còn cái gì không nhịn được ôm chặt nó ông dĩ phàm hôm nay đi sớm hơn nữa bàn bên trong gần đây chuyện không nhiều, cho nên đúng lúc tan việc. Nàng trở về tiểu khu, rất đúng dịp ở trong thang máy đụng phải tan duyên. Hắn tự hồ cũng vừa trở lại, hẳn là trực tiếp từ mà hạ bãi đậu xe đi thang máy đi lên, chính gọi điện thoại. Ông dĩ phàm triều hắn gật đầu một cái, coi là là chào hỏi. Tan duyên chỉ nhìn nàng một cái. Qua một trận, Tang Duyên lười biến nói câu, không cần hoài nghi, chính là đối ngươi không có ý nghĩa. Vừa vặn đến 16 lầu. Ông dĩ phàm từ trong túi lấy chìa khóa ra, đi ra thang máy. Tang Duyên đi theo nàng sau lưng. Ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, nàng đối ngươi làm cái gì ái muội hành động. Ông dĩ phàm mở cửa phòng, đang chuẩn bị dép. Phía sau Tan Duyên lại toát ra câu. Ông ngươi một chút. Lời này đi đôi với đóng cửa thanh âm. Đồng thời, tan duyên vỗ xuống nàng đầu. Quy. Ông dĩ phàm quay đầu. Đều là nữ sinh, ngươi qua lại đáp trả lời. Tan duyên nâng nâng cầm, có ý ám chỉ nói, người này ôm bạn ta một chút, thứ hai trời coi như không có chuyện xảy ra giống nhau, đây là ý gì? Ông dĩ phàm không phản ứng kịp. A. À. Tan duyên. Cử chỉ này có thể báo cảnh sát không? Ông dĩ phàm kinh ngạc hạ, chần chờ nói, ông một chút. Thật giống như cũng không đến nổi. Chú ý tới tan duyên vẻ mặt, nàng lại không lạnh không nóng mà bổ sung. Chủ yếu nhìn bạn ngươi cùng cô nữ sinh này quan hệ thế nào đi, nhưng có thể nàng chính là tâm tình không tốt, cần chút an ủi cái gì. Tan duyên không lên tiếng. Hắn đây tư thái, mơ hồ bảo ôm dĩ phàm có loại mình mới là làm ra loại hành vi này ác nhân, nói chuyện cũng khó khăn mấy phần. Đây ôm nhưng có thể cũng không hàm nghĩa khác, cũng chỉ là bằng hữu phòng bị tan duyên như vậy chăm chú, ông dĩ phàm cũng không nói được. Nhưng ta cụ thể cũng không biết bạn ngươi cùng cô nữ sinh này bây giờ là tình huống gì, ta nói nói cũng không có gì giá trị tham khảo. Nghe vậy, tan duyên mặt không cảm giác mà thu hồi mắt, vừa hướng trong điện thoại người nói. Hỏi ngươi đâu, cùng người nọ quan hệ thế nào? Ngươi có bị bệnh không? Cái gì báo cảnh sát? Đầu kia tiễn phi bị hắn coi thường nửa ngày, lúc này âm lượng đều lớn mấy phần quan hệ còn có thể thế nào bố mày nữ thần thầm mến một năm tiễn phi hơn nữa ngươi đây nói cái gì a à, ta cùng ngươi nói không biết sao ta nữ thần là lễ tình nhân đưa ta sô cô la không phải ôm được không ô hát hắn nói là tan duyên để điện thoại xuống trên dưới quét nhìn ôm dĩ phàm như là do nàng trên người đưa ra kết luận phát điên mà ái mộ hắn người bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 Thiếu tự mình đa tình đi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trung Quy cảm giác bầu không khí có chút quỷ dị. Không biết hắn lời này tại sao phải nhìn tự mình nói, ông dĩ phàm thu hồi ánh nhìn, nhấc chân đi vào trong, bên khách sáo mà nói. Vậy ngươi bằng hữu này còn rất có nhân cách mị lực. Nói xong, nàng ngầm ở trong lòng xúc động. Quả nhiên là tan duyên bằng hữu, nói liên tục lời phương thức cũng giống nhau như đúc. Tan duyên ánh mắt vẫn đặt ở nàng trên người, hàm xúc gián dấp. Rồi sau đó cắt đứt điện thoại. Ông dĩ phàm theo lệ ngồi vào bên cạnh khay trà, tự nhiên đun ấm nước. Chờ nước mở thời gian, dư quan thấy tan duyên cũng ngồi vào hắn quen chỗ ngồi. Lúc này ông dĩ phàm cũng không có chuyện gì làm, lại nghĩ tới hắn mới vừa điện thoại, thuận miệng nói ra câu bất quá nữ sinh kia cùng bạn ngươi tỏ tình sao tang duyên ngước mắt làm sao chính là nghe suy luận có chút không thông ôm dĩ phàm suy tư hạ nếu như nữ sinh này như vậy thích bạn ngươi khi nàng ôm bạn ngươi nguyên nhân thật ra thì liền rất rõ ràng bạn ngươi chắc không cần đặc biệt tìm ngươi thảo luận chuyện này ô hát cho nên là tang duyên từ từ mà nói ra một chữ sắc lệnh hồ đồ Tuy nói đây đánh giá người không phải nàng, nhưng Ôn Dĩ Phàm luôn có loại rất cổ quái cảm giác. Nàng im lặng một hồi, bình tĩnh tiếp tục nói. "Nhưng ta mới vừa nghe ngươi cùng bạn ngươi nói nói, cô nữ sinh này tựa hồ là không có rõ ràng biểu đạt ra tâm ý của mình." Tang Duyên dựa vào lưng ghế, thần sắc trên cao nhìn xuống. "Cho nên, có khả năng hay không là bạn ngươi?" Ôn Dĩ Phàm ngừng một chút, đem tự mình đa tình như vậy sắc bén từ nuốt trở vào đổi một ôn hòa một chút giải thích, hiểu sai. Vừa vặn nước mở ra. Tang Duyên lạnh nhạt nhìn ôn dĩ phàm đi ly bên trong ngược lại nước sôi, lại đổi chút nước lạnh. Nàng cầm ly lên che kính tay, chậm rãi uống một hớp sau, mới chú ý tới hắn ánh mắt. Ôn dĩ phàm một trận. Ngươi muốn uống nước không? Tang Duyên liếc về nàng, ngữ khí nghe lên vừa đủ sảng khoái. Tự mình uống đi. Ôn dĩ phàm gật đầu một cái, cũng không biết hắn cảm xúc này lại từ đâu mà đến. Nàng tiếp tục uống gần nửa ly, lại đi bên trong ngược lại mở ra nước, lúc này mới đứng lên. Vậy ta đi nghỉ trước. Tang Duyên qua loa lấy lệ mà ừ một tiếng, cầm lên remote mở TV. Ông dĩ phàm cầm lên ly nước trở về phòng. Nghe được cửa phòng mở ra lại tắt thanh âm, Tang Duyên nửa nằm đến ghế sofa. Cùi chỏ của hắn gác lên tay vịn, một tay chống nghiêm mặt, mí mắt hơi rũ, lười biến mà điều bàn đổi đến một cái kênh đang phát chương trình tạp kỹ bên trong Nam ngôi sao nói câu ta có một người bạn bị một người khác cắt ngang người người này làm sao còn vô sinh Hữu a à? Tang Duyên không có cảm xúc mà nhìn lập tức ấn nút đổi kênh lúc này là một đang phát điện ảnh kênh nhìn là một khôi hài điện ảnh cũ kỹ lự kính bên trong đàn ông trung niên tùy tiện nói thiếu tự mình đa tình rồi đổi lại. Sắp đến gần đây một rất nổi thần tượng kịch, trên màn ảnh nữ diễn viên mắt đỏ, khổ ba ba mà rơi lệ. Ngươi có phải không chưa từng có yêu ta? Ngươi có phải không vẫn luôn đang đùa ta chơi? Tan Duyên cười lạnh một tiếng, tắt liền TV, đem remote ném qua một bên. Hắn thuận tay cầm lên điện thoại, thấy tiễn phi cho hắn gửi một chuỗi tin tức quanh tạc hắn, tất cả đều là ở khiển trách hắn trực tiếp cúp điện thoại loại này làm người ta nôn mửa lại không tư chất hành động. Thấy Tang Duyên một mực lạnh nhạt, Tiễn Phi còn đem trận địa đổi đến nhà trọ nhóm bên trong. Tang Duyên đang muốn trả lời. Điện thoại lại nhảy ra điện nhắc nhở giao diện. Đoạn gia hứa. Tang Duyên ấn nghe, đứng dậy đi phòng bếp phương hướng đi. Nói. Đầu kia truyền tới nam nhân thanh nhuận giọng nói, giọng nói thông thả, nghe lên ôm nhu mỉm cười anh em đang làm gì vậy đâu từ tủ lạnh bên trong lấy ra một lon bia tang duyên một tay mở ra ngươi hôm nay như vậy nhàn tạm được đoạn gia hứa cũng không tốn thời gian khách sáo chậm rãi nói ngươi dọn nhà đúng không một hồi đem địa chỉ phát ta ta tối nay gửi món đồ qua nghe nói như vậy tang duyên lập tức hiểu ta là đưa chuyển phát nhanh đoạn gia hứa cười khẽ đây không phải là thuận tiện sao lần này lại là cái gì? Tan Duyên miễn cưỡng nói, bổ sung ngày quốc tế phụ nữ. Đứa bé qua cái gì ngày quốc tế phụ nữ? Đoạn gia hứa nói, em gái ngươi thứ bảy tuần sau không phải 18 tuổi sinh nhật sao? Tiểu cô nương muốn trưởng thành. Đến lúc đó ngươi giúp ta đem lễ vật đưa cho nàng đi. Được. Tang Duyên dừng lại hai giây, nhíu mày, nàng thứ bảy tuần sau sinh nhật sao? Tang Duyên nửa tựa vào bàn bếp, uống một hớp rượu ngươi trực tiếp gửi nhà ta không được trước thời hạn nhận được đoạn gia hứa cười ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác không sẽ không có còn ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác tang duyên nhẹ suy một tiếng ngươi cũng là đủ quê mùa tiểu cô nương không đều thích loại vật này vừa nói đoạn gia hứa đột nhiên nghĩ tới cái chuyện này đúng rồi anh em ta làm sao nghe tô hạo an nói ngươi đoạn thời gian trước tới nghi hà bởi vì hai ta kia đại học xì căng đan, hắn còn đặc biệt gọi điện thoại mắng ta một trận, nói đến đây, đoạn gia hứa dừng lại mấy giây, trong lời nói mang nghiền ngẫm, còn nói, ngươi tới nghi hà, là tới thấy ta. Tan Duyên lấy bia, đi phòng khách phương hướng đi, nhân tiện nói. Cúp! Nam vu thành phố thời tiết chung quy lập đi lặp lại. Ông dĩ phàm cho là nhiệt độ muốn bắt đầu lên cao thời điểm, một đêm lên, lại đột nhiên ngay cả hạ chừng mấy ngày đường mưa không phải mưa như trút nước mưa to điểm cũng liên tục dày đặc mà như là nhỏ nhung kéo dài không ngừng bảo người có chút tâm phiền ý loạn nhiệt độ cũng vì vậy giảm mấy độ ở loại khí trời này hạ tiễn vệ hoa còn nhận được đường dây nóng bạo liêu đại khái nói tình huống là nam vu đại học chủ giáo khu lân cận có tinh thần có vấn đề lưu lạc nam nhân có lúc sẽ còn mơ hồ bắt đầu đánh người đã ở khu vực này du đãng một đoạn thời gian đây đánh người đối tượng không có chỉ hướng tính bất quá mỗi lần cũng không có ai bị nghiêm trọng thương cho nên chuyện này cũng không có người nào quản sáng sớm hôm nay cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì đây lưu lạc nam nhân cởi hết quần áo trên người trần truồng thân thể trần truồng ở trên đường ngơ ngác bơi sau đó còn tiến lên múc một nam sinh viên bạc tai học sinh né tránh sau lưu lạc nam nhân liền thu tay cương nghiêm mặt tiếp tục đi khắp nơi rất nhanh Lưu Lạc Nam Nhân liền bị cảnh sát mang tới đồn công an đi. Đại Khái biết tình trạng, ông dĩ phàm cùng đài xin phỏng vấn xe, cùng tiễn vệ hoa đến đồn công an. Hai người trước hết nghe đối tiếp nhân viên nói bây giờ tình huống. Lưu Lạc Nam Nhân không tạo thành nhân viên bị thương, nhưng chuyện này đem mấy mới vừa đúng dịp thấy hắn học sinh cấp 2 hù dọa, thầy cùng phụ huynh bên kia ở Trấn An cảm xúc. Sau cảnh sát sẽ đem Lưu Lạc Nam Nhân đưa đến Nam Vu cứu trợ trạm, tăng cường lân cận tuần tra. Tiễn vệ hoa đỡ máy chụp hình, ông dĩ phàm ở bên cạnh làm biên bản. Trừ cái này ra, ông dĩ phàm chú ý tới, lúc này trong đồn công an còn ngồi một nam sinh. Nghe cảnh sát nói, nam sinh này kêu mục thừa dưỡng, là nam vu đại học truyền thông hệ năm thứ tư đại học sinh. Sáng nay lưu lạc nam nhân muốn công kích người chính là hắn. Một thừa dưỡng phản ứng rất nhanh, né tránh sau còn đem trên người cởi ra áo choàng dài nắp đến trên người hắn, sau liền báo cảnh sát. Cảnh sát đến hiện trường sau, hắn còn rất phối hợp chung tới nói tình huống lúc đó. Ông dĩ phàm nhìn hắn một cái. Một thừa dưỡng sinh đến thanh tuyển trong sáng, lúc này trên người chỉ mặc kiện áo len. Ngũ quan vẫn cứ nhu hòa, có chút nam sinh nữ tướng, giống như còn chưa nảy nở tới tiểu đệ đệ. Nhưng dáng dấp cũng rất cao, vóc người cũng vẫn cứ tráng giống như đem khả ái và đẹp trai trung hòa với nhau cùng cảnh sát đối tiếp xong sau tiễn vệ hoa đi tới trước mặt hắn lễ phép hỏi ngài tốt chúng ta là nam Vu đài truyền hình đô thị kênh truyền đạt chuyên mục nhà báo có thể hướng ngài làm một cuộc phỏng vấn sao ông dĩ phàm đi theo tiễn vệ hoa phía sau một thừa dưỡng đi hai người bọn họ trên người liếc nhìn ánh nhìn ở ông dĩ phàm trên người nhiều ngừng mấy giây hắn trồng mắt sáng ngời lộ ra một nụ cười nhìn phá lệ trẻ trung. Có thể. Dứt lời, hắn chỉ ngón tay đồng hồ đeo tay. Bất quá ta một hồi còn có chút việc, nhưng có thể không quá nhiều thời gian. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Tiễn vệ hoa không có để lỡ hắn quá nhiều thời gian, đơn giản hỏi mấy vấn đề liền xong chuyện. Sau đó, tiễn vệ hoa đem chụp hình dụng cụ thu thập xong, ôn dĩ phàm đứng ở một bên chờ. Dư quan liếc thấy một thừa dũng mặt khoảng cách kéo một cái gần, ôn dĩ phàm luôn cảm thấy đã gặp ở đâu người này. Cũng vì vậy không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Có lẽ là phát giác ôn dĩ phàm ánh nhìn, một thừa Duẩn đột nhiên nhìn về phía nàng. Hắn gãi đầu một cái, biểu tình không nửa điểm không vui, chỉ là nói. Ta mặc dính đồ sao? Không phải. Ôn dĩ phàm thần sắc sửng sốt một chút, thành thật mà nói, thấy ngài có chút quen mắt. Nói bật thốt lên sau, mới ý thức tới đây giống như ở bắt chuyện. Mục thừa dẫn nhưng không cảm thấy lời này kỳ quái, nhẹ gật đầu một cái, đột nhiên nói. Có giấy bút sao? Tuy không biết hắn muốn làm gì, nhưng ôn dĩ phàm vẫn là đem trong túi mang theo người quyển sổ nhỏ cùng bút cho hắn. Mục thừa dẫn cầm lấy, trực tiếp lật mặt, đi trang bìa sau viết chữ. Ôn dĩ phàm có chút mộng. Hắn sẽ không là cấp cho phương thức liên lạc đi. Rất nhanh, Mục thừa dưỡng đem quyển sổ đưa trả lại cho nàng, biểu tình có chút xấu hổ Cám ơn thích Ông dĩ phàm nhận lấy, đi trên quyển sổ nhìn Là ký tên Hóa ra đây là cái nào có danh tiếng nhân vật sao Ông dĩ phàm chăm chú nhìn, trong chốc lát cũng không nhận ra đây bùa vẽ quỷ là chữ gì Im lặng hai giây, ông dĩ phàm đem quyển sổ thu hồi trong túi, thành khẩn nói Cám ơn ngài ký tên Mục thừa dưỡng dừng lại, miếm môi cười. Không cần. Tiễn vệ hoa không quá chú ý tới hai người động tĩnh, cầm lên dụng cụ. Tiểu phàm, đi. Nàng đáp thanh. Tốt. Mục thừa dưỡng còn đứng tại chỗ, nhìn qua không có muốn rời đi dấu vết. Hắn cầm trong tay điện thoại, ánh mắt còn đặt ở ôn dĩ phàm trên người, bên tai hơi hơi đỏ lên. Ôn dĩ phàm lễ phép cùng hắn nói gặp lại. Mục thừa dưỡng như là muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng chỉ cười cùng nàng bày vẫy tay. Hai người đến Nam Vu Đại học ra ngoài trường làm đơn giản cùng phỏng vấn cùng chụp. Không bao lâu, tiễn vệ hoa liền đem ôn dĩ phàm đưa về đài. Bởi vì hắn còn phải đi làm một sau tiếp theo phỏng vấn, còn dư lại tin tức bản thảo cùng hậu kỳ cắt tập cũng phải giao cho ôn dĩ phàm một mình một người giải quyết. Ôn dĩ phàm ở phòng máy bên trong ngay người một buổi chiều. Nghe cùng kỳ âm viết bản thảo, rồi sau đó đem tin tức thành phiến, đuổi ở buổi chiều chuyên mục phát hình trước cầm đi đưa xem xét. Xác nhận phim đang sau, ông dĩ phàm cũng không có ý định lại tăng ca, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. Mới vừa đứng dậy, ông dĩ phàm liền gặp phải mới vừa bên ngoài ra phỏng vấn trở lại tô điềm. Tô điềm cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Phải đi sao? Ông dĩ phàm gật đầu. Được, tô điềm nói, ta cũng đi, hai ta chung. Ra đơn vị, hai người đi trạm xe lửa phương hướng đi. Tô Điềm đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Đúng rồi dĩ phàm, ngươi còn muốn hay không tìm mướn chung bạn cùng phòng? Ta trước nghe ngươi nói, thật giống như hiện ở nơi này bạn cùng phòng chỉ cho mướn 3 tháng. Ông dĩ phàm. Đối. Còn bao lâu đến kỳ nha, Tô Điềm nói, ta có người bạn cũng muốn tìm người mướn chung, là một người tốt vô cùng cô gái. Ta thấy hai ngươi có thể cùng nhau nghe vậy ông dĩ phàm tính toán thời gian một chút còn lại một tháng một tháng cũng có thể tô điềm nói vậy ngươi muốn trước không cùng bây giờ bạn cùng phòng thương lượng xong nếu như hắn nhất định phải dọn ngươi còn muốn tìm bạn cùng phòng nói ta liền đem bạn ta uy chắc giao cho ngươi ông dĩ phàm đều quên vụ này lập tức đáp thanh tốt hai người hai ở phương hướng không giống nhau và miệng cống liền từng người về nhà ôm dĩ phàm lên tàu điện ngầm, mang tai nghe cả một hồi tin tức. Gần đến trạm thì, nàng màn hình giao diện nhảy ra cái tin, là Tang Duyên gửi tới. Ở đâu? Nàng mở ra, trả lời. Lập tức hạ xe điện ngầm. Ôm dĩ phàm. Thế nào? Lúc này Tang Duyên phát điều giọng nói. Được, một hồi trực tiếp tới bên ngoài tiểu khu cái này siêu thị. Tang Duyên. Mua ít đồ ngữ khí vẫn thiếu đánh. Mau sớm, ta sách không nổi. Ông dĩ phàm. Tốt. Tan Duyên nói siêu thị, ngay tại thượng đô hoa thành lân cận. Hạ tàu điện ngầm sau, ông dĩ phàm đi 5-6 phút liền đến cửa siêu thị. Nàng không thấy Tan Duyên người ảnh, cũng không rõ lắm là muốn trực tiếp đi vào, vẫn ở bên ngoài chờ hắn, dứt khoát phát uy chát. Ta đến cửa siêu thị. Tan Duyên không lập tức trả lời ban đêm nhiệt độ thấp, hơn nữa vẫn còn mưa, ông dĩ phàm thấy có chút lạnh. Nàng nắm tay cất trở về trong túi, đột nhiên đụng phải bên trong quyển sổ nhỏ. Nàng lấy ra nhìn mắt, chú ý tới trang bìa sau ký tên, liền nghĩ tới xế chiều hôm nay chuyện phát sinh tình. Thấy vậy, ông dĩ phàm lại nhảy ra điện thoại, mở ra trang mạng truyền vào một thừa dẫn ba chữ. Muốn ra một chút đối phương cụ thể là làm gì, bảo đây ký tên có chỗ đi. Nếu không chung quy lấy có người khác ký tên quyển sổ, thật giống như cũng thật kỳ quái. Ông dĩ phàm mới vừa đè xuống lục xác kiện, bên cạnh ánh sáng thuận thế tối lại. Còn không thấy rõ một từ nội dung, ông dĩ phàm liền chú ý tới tan duyên bóng dáng ra hiện trong tầm mắt. Lúc này hắn hơi không người, tiến tới nàng bên cạnh, hơi thở ùng ùng kéo đến mang chung quanh bao phủ. Xuất hiện im hơi lặng tiếng. Hai người khoảng cách trong nháy mắt kéo gần như là gần thêm nửa một ít ông dĩ phàm là có thể chạm được hắn mặt nàng ánh mắt định trụ nhìn hắn rủ mắt ánh nhìn đặt ở nàng điện thoại trên màn ảnh gò má đường cong cường tráng lưu loát hình ảnh trở nên rõ ràng nam nhân lông mi như lông quạ rõ ràng từng sợi ánh mắt màu tự điểm sơn mí mắt mỏng đến có thể thấy tia máu chuế viên nhàn nhạt nốt ruồi mê hoặc môi màu hơi nhạt kéo không mặn không lạc độ cong Ông dĩ phàm giật giật môi, còn chưa kịp nói chuyện. Một khắc sau, Tang Duyên nhìn về phía nàng, thờ ơ nói. Ngươi thích đây một khoảng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 Tới siêu thị tham gia thi đại học. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ông dĩ phàm lập tức lui về sau một bước, đem điện thoại thả lại trong túi nàng không trả lời cái vấn đề này thấp hạ mắt nhìn thấy tang duyên trống trơn tay ngươi không phải muốn mua đồ sao tang duyên đứng thẳng lên nhàn nhạt mà a à thanh đi thôi ông dĩ phàm hỏi ngươi còn không có mua sao ừ tang duyên nghiêng đầu ngữ khí không chút nào không ổn đây không chuẩn bị đi mua đâu sao ông dĩ phàm nhắc nhở ngươi không phải nói sách không nổi sao tang duyên đúng vậy ông dĩ phàm bị hắn cái này chuyện đương nhiên lại ném trời cao hình dáng làm cho có chút không nói mà chống đỡ được nàng liền coi mình hiểu có sai lầm hắn ý tứ đoán chừng là một hồi sách không nổi mà không phải là bây giờ liền sách không nổi hai người vào siêu thị bảo trì một đoạn thời gian yên lặng không biết từ đâu trời bắt đầu ông dĩ phàm nhận ra được giữa hai người không khí trở nên có chút quái dị cùng trước lẫn nhau không phản ứng, lẫn nhau làm là người xa lạ có chút tương tự, nhưng lại cảm thấy nơi nào có hơn một chút bất đồng. Nhưng nàng cũng không nói lên được. Ôn dĩ phàm trước lên cầu thang. Nghĩ đến tô điềm nói, nàng nhắc tới. Ngươi nhà sửa sang thế nào? Tang duyên chỗ đứng so với nàng thấp một nấc thang, lúc này nhìn chỉ so với nàng hơi cao hơn. Hắn dựa vào tay viện, một tay lấy điện thoại, thuận miệng đáp. Làm sao? Ông dĩ phàm hôm nay ta tính thời gian một chút ban đầu chúng ta nói xong kỳ hạn là ba tháng nghe vậy tang duyên nâng mắt ngươi là từ tháng một ngày hai mươi bắt đầu vào ở đã qua hai tháng Ông dĩ phàm nói cho nên ta muốn trước cùng ngươi câu thông một chút chuyện này câu thông cái gì ông dĩ phàm ôn hòa nói ngươi đại khái lúc nào dọn tang duyên lười quảng tự như đến lúc đó nói sao ta không phải thúc giục ngươi dời ý tứ. Chủ yếu là, ta nhưng có thể được trước thời hạn tìm bạn phòng mới. Ông dĩ phàm cùng hắn thương lượng, chính là muốn xác nhận một chút, nếu như ngươi bên kia không tính lại tiếp theo cho mướn, cứ dựa theo chúng ta trước nói như vậy tháng 3 ngày 20 trước gặp dọn đi nói, ta bên này liền có thể bắt đầu cùng nhiệm kỳ kế bạn cùng phòng giao tiếp. Cầu thang vừa vặn đến tầng 2. Hai người đối thoại vì vậy mà đoạn. Ông dĩ phàm đang muốn lại nói một lần thời điểm, liền nghe được Tang Duyên ra tiếng. Được rồi. Nàng quay đầu. Tang Duyên kéo môi, nhàn nhàn nói. Ta hỏi hỏi tình huống sẽ trả lời cho ngươi. Một khối này là ban đầu thượng đô hoa thành phiên giao dịch thì, đồng bộ xây lên một mô hình nhỏ thương vòng. Tiểu khu bên ngoài có một vòng cửa hàng, lại đi bên ngoài, có lớn thương thành. Bên trong tổng cộng có ba tầng, tầng 1 là các loại lớn thương hiệu vào ở cửa tiệm, đi hai tầng là siêu thị. Tầng 2 là thực phẩm khu, tầng 3 là đồ dùng hàng ngày khu. Tang Duyên đẩy chiếc mua đồ xe, hai người trực tiếp lên tầng 3. Ông Dĩ Phàm có tốt một đoạn thời gian không có tới siêu thị. Đang chờ làm lao động tay chân thời gian, nhìn Tan Duyên một thứ một thứ mà đi mua đồ trong xe ném, nàng cũng nhớ tới nhà sinh hoạt vật tiêu hao tựa hồ quả thật dùng khá giống nhau tang duyên mua đồ phá lệ tùy ý thiếu cái gì đồ liền lấy đi thấy quen thuộc nhãn hiệu liền hướng trong xe ném sẽ không chi nhiều một phần thời gian đi so sánh giá cả cùng nhãn hiệu nhưng ôn dĩ phàm cùng hắn mua đồ phong cách hoàn toàn khác nhau trừ ra công việc ra trong thời gian nàng làm chuyện gì cũng không nóng không lạnh hơn nữa ôn dĩ phàm từ đại học thời kỳ liền quá tiết kiệm điều kiện kinh tế không được tốt lắm cho nên quan là so sánh giá cả Nàng cũng có thể tại chỗ coi là một tốt mấy phút. Hai người cũng vì vậy dần dần kéo ra khoảng cách. Đi ngang qua khăn giấy khu vực thời điểm, Tang Duyên liếc mắt, thò tay lấy điều giấy vệ sinh cùng khăn giấy đi trong xe ném, rồi sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đi chừng 10 bước, hắn đột nhiên thấy không đúng lắm, dừng bước lại quay đầu nhìn. Chỉ thấy Ôn Dĩ Phàm vẫn còn ở vị trí cũ. Nàng nghiêm túc nhìn giá cả nhãn hiệu, vừa nhìn về phía bọc giấy vệ sinh số lượng hoặc nhìn là đang đối với so với giữa hai người cái nào càng vật giá rẻ Mỹ. Tang Duyên đi trở về. Làm gì vậy chứ? Tính một chút giá cả, ông dĩ phàm không ngẩng đầu, lòng không bình tĩnh nói, đều là bốn tầng. Cái này 20 đồng 10 cuốn, một cuốn 140 gram, cái này 23 đồng 12 cuốn, một cuốn 120 gram. Cái nào có lợi nhất điểm? Ông dĩ phàm thấy con số liền nhức đầu. Có chút khó khăn tính. Tang Duyên biết tới, nhìn nàng hình dáng, trong mắt mang mấy phần nghiền ngẫm. Cho nên cái này một cuốn hai đồng, nàng tự nhiên tính, rất nhanh liền dừng lại, 23 chia 12 là bao nhiêu. Ông Dĩ Phàm đang muốn nhảy ra điện thoại máy tính, Tang Duyên liền cho ra câu trả lời. Chừng một đồng chín. Nga. Ông Dĩ Phàm tay ngừng ở 12 cuốn giấy vệ sinh, chần chờ nói, kia lấy cái này. Tang Duyên ngược lại cũng không thúc giục, thấp mắt thấy nàng. Nghe vậy, hắn như là thấy buồn cười, nhỏ đến không phát hiện mà công hạ môi. Lấy, không phải có lợi nhất điểm sao? Ông dĩ phàm ngẩng đầu. Nhưng cái này chỉ có 120 gram. Tang duyên. Khi lấy 10 cuốn. Ông dĩ phàm không tính ra câu trả lời, cũng không xác định. Ta tính lại tính. Tang duyên chăm chú nàng nhìn, đột nhiên cười một tiếng. Ông dĩ phàm, ngươi là tới siêu thị tham gia thi đại học ông dĩ phàm nghẹn một cái số điểm này ngươi có thể ở đây tính nửa năm tang duyên nhảy ra điện thoại liếc nhìn thời gian cà lơ phất phơ nói mau 9 giờ ta sợ ngươi nộp giấy trắng lúc này ta thay ngươi thi được không ông dĩ phàm còn chưa lên tiếng tang duyên hơi nhướng mày đốt ngón tay ở bên cạnh giấy vệ sinh nhẹ chụp hai cái thân thiết tựa như cho ra câu trả lời mười cuốn có lợi nhất trong khoảng thời gian kế tiếp Ông dĩ phàm lại so sánh hàng hóa giá cả thì, tình huống vẫn cùng mới vừa mới khá giống nhau. Càng về sau, nàng dứt khoát cũng không vùng vẫy, trực tiếp toàn bộ giao cho tan duyên tới, thi dùng. Hai người mua xong đồ, đến quầy thu tiền tính tiền. Nhân viên làm việc thay bọn họ đem đồ vật bỏ vào trong túi. Đồ không tính là quá nhiều, có hai túi, một túi lớn một túi nhỏ. Còn thừa lại hai thể tích quá lớn sắp xếp không vào đồ trong túi là vừa mua giấy vệ sinh cùng khăn giấy. Tang Duyên toàn bộ nhắc tới, nhân tiện chỉ huy nàng một câu. Đem xe đẩy trở về. Tốt. Ông dĩ phàm đem mua đồ xe trở về vị trí cũ, cầm lên bên trong hai cây dù, sau đó đi trở về Tang Duyên trước mặt. Nhìn hắn lớn túi túi nhỏ dáng vẻ, nàng chủ động nói. Những thứ này ta tới lấy đi. Ngươi che dù đi. Tang Duyên không đem đồ vật cho nàng, chậm chậm bổ sung, hay ta. Đừng để cho ta bị suối đến. Hai người ra thương thành. Bên ngoài mưa rơi so với trước kia lớn một chút, nhiệt độ tự hồ lại theo đêm càng sâu giảm mấy độ. Người chung quanh cũng ít, xa xa đèn xe mang hạt mưa nhuộm màu, như là một điều điều mang màu sắc ánh sáng. Hai người dùng đều là một người dù, nhưng so sánh hạ, tang duyên kia cây dù gặp hơi lớn một chút. Ông Dĩ phàm cây dù mở ra, giơ tay lên giơ cao. Hơn nửa bên năng ở tan duyên trên người. Hai người dựa gần, nhưng dù không gian vừa đủ, hạt mưa vẫn theo dù nhọn đi xuống, nước lạnh đập phải nàng trên bả vai, theo quần áo đi bên trong thấm. Không bao lâu. Tan duyên đột nhiên lên tiếng. Quy. Ôn dĩ phàm nhìn hắn. Ừ. Dù đi ngươi bên kia di chuyển điểm. Tan duyên ngạo mạng nói, cản trở ta tầm mắt. Nga. Ông dĩ phàm không di chuyển, chỉ đem tay dơ cao hơn một chút. Tang duyên. Nhanh lên một chút. Tốt. Nàng không thể làm gì khác hơn là đi bản thân bên này dời hạ. Lại di chuyển, Tang duyên sách một tiếng, bản thân nhiều cao không chút toán sao. Ông dĩ phàm cảm giác lại như vậy di chuyển, hắn cũng tương đương với không che dù. Nhìn hắn hơi hơi bị làm ướt vai phải, nàng đề nghị, vậy nếu không ngươi tới che dù. Tang Duyên liếc về nàng. Nghĩ gì vậy? Suy nghĩ gì sống cũng không làm. Dù sao cũng chính đến đường về nhà cũng không xa. Ông dĩ phàm không lại cuốn quyết chút chuyện này. Về đến nhà, ông dĩ phàm cây dù tạo ra, thả vào sân thượng hơ khô. Trở về phòng khách thì, nàng liếc mắt thấy tan duyên thời khắc này hình dáng. Hắn hơn nửa bả vai đều bị ướt, phát đuôi cũng nhộn nước, áo khoác còn dính dọc nước. Tang Duyên đem áo khoác cởi xuống, cắt lên bữa ăn trên ghế. Ông dĩ phàm nói ra câu. Ngươi trước đi tắm đi. Nàng cũng không lập tức trở về phòng, chậm chậm dọn dẹp mới vừa mua về đồ. Ông dĩ phàm không làm sao xối đến mưa, nhìn thấy hai người so sánh rõ ràng, còn có chút lo lắng tan duyên xảy ra thanh châm chọc, bảo ngươi đánh dù cũng đánh không tốt. Nhưng chờ nửa ngày, tan duyên ngược lại là cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ ừ một tiếng, cầm quần áo lên đi liền phòng tắm tắm. Đem đồ vật thu thập xong, ông dĩ phàm nhảy ra nhỏ phiếu cùng điện thoại, chính chuẩn bị bắt đầu tính sổ. Thắp sáng màn hình, liền thấy mới vừa còn chưa thối lui ra trang mạng. Là nàng lục soát xong một thừa dưỡng sau, còn chưa kịp nhìn giao diện. Một từ bên dưới mang tấm hình. Thiếu niên vẽn môi cười, mang đơn giản bạch chăm sóc, nhìn qua tinh thần còn sáng sủa. Giới thiệu nội dung cũng rất ít. Mục Thừa Dưỡng, nam, diễn viên. Năm 2013 tháng 1, vai chính điện ảnh tỉnh mộng thì gặp quỷ. Thấy cái này điện ảnh người thì ông dĩ phàm còn bối rối hạ. Rất mau liền hồi tưởng lại, nàng tự hồ là xem qua cái này điện ảnh. Nhưng nàng không nghiêm túc nhìn, lúc này cái gì kịch tình cùng nhân vật cũng không nhớ nổi, chỉ nhớ bên trong kia tấm luôn luôn xuất hiện mấy lần trắng bệt mặt quỷ. Bách khoa bên trong cũng không cụ thể nói, một thừa dưỡng đồ trang sức diễn chính là cái nào nhân vật. Ông dĩ phàm lười lại lật, suy nghĩ chung tư kiều hình như là xem qua cái này điện ảnh, dứt khoát chậm chút đi hỏi một chút nàng có biết hay không cái này ngôi sao. Nếu là nàng thích người này nói, liền đưa cái này ký tên đưa cho nàng. Nàng thu hồi suy nghĩ, mở ra máy tính. Còn chưa bắt đầu tính sổ, Tang duyên cũng đã tắm xong đi ra. Tan Duyên không có dùng máy sấy tóc thói quen, mỗi lần đều là dùng thăng lông chà mấy cái liền đi ra, tóc rối bù còn ướt. Mang màu đậm quần áo thường, hình dáng nhìn so với bình thường nhu hòa hơn một chút. Không biết hắn dùng là cái gì sữa tắm, mùi vị rất đặc biệt, xen lẫn nhàn nhạt đàn một hương. Tan Duyên không lên tiếng, ngồi vào ghế sofa mở TV. Ông dĩ phàm hướng về phía nhỏ phiếu, cúi đầu bắt đầu tính toán. Qua một hồi, ông dĩ phàm nghe được tang duyên cho người phát điều giọng nói ngữ điệu nhàn tản đề cử một quỷ phiến thúc giục thôi miên ông dĩ phàm đối loại này sợ hãi linh dị phiến cảm thấy rất hứng thú nàng giật giật môi vốn định đề cử mấy bộ nàng trong lòng tốt nhưng lại lo lắng đối phương sẽ trực tiếp tới một câu nhìn rồi đối với lần này ông dĩ phàm dứt khoát giữ yên lặng định chờ chung nhìn ông dĩ phàm tính hai lần chắc chắn con số không sai sao, mới dùng Alipay cùng Tang Duyên chuyển tiền. Cùng lúc đó, tivi cũng vang lên thanh âm. Nàng lập tức tới hào hứng, nhìn về phía màn hình. Nhà dùng là Internet TV, trừ tivi kênh, còn có thể điểm phát một ít ảnh kịch cùng tiết mục. Tang Duyên hẳn là chọn xong điện ảnh, trực tiếp từ tựa phim bắt đầu phát ra. Lúc này, trên màn ảnh truyền hình, nữ nhân như là mới vừa từ trong mộng thức tỉnh, mặt đầy kinh hoàng, nặng nề thở hỗn hển khí. Chung quanh ánh sáng rất tối, bối cảnh âm nhạc cũng tỏ vẻ quỷ dị, sâu kín mà, một chút lại một cái tiếng thùng thùng. Như là quỷ đến lúc tới tiếng bước chân. Ông dĩ phàm thấy có chút quen thuộc. Tiếp tục xem. Nữ nhân như là bị khống chế được, hoặc như là phát giác cái gì, toàn thân cứng đờ. Rồi sau đó, nàng cứng rắn nói quay đầu nhìn về phía bên trái, liền đối mặt một tấm trắng bệch thất khiếu chảy máu mặt âm nhạc vào thời khắc này tăng thêm đi đôi với nữ nhân không nhưng tự ức tiếng thét chói tai a à, tang duyên đầu kia đột nhiên có động tỉnh thanh hắn điện thoại rơi xuống đất Ôn dĩ phàm vô thức nhìn sang chỉ thấy tang duyên đưa lưng về phía nàng không người nhặt lên điện thoại nàng không nhìn thấy hắn biểu tình thu hồi ánh nhìn một khắc sau màn hình hiện ra tỉnh mộng thì gặp quỷ năm chữ dụng đầm đìa máu tươi quanh co đi xuống rơi nga ông dĩ phàm nhớ ra rồi mặc dù trong ấn tượng bộ này quỷ phiến phá lệ nhàm chán nhưng ông dĩ phàm hào hứng vẫn nửa điểm chưa giảm bởi vì lần trước không nghiêm túc nhìn lúc này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng bị nàng làm một bộ mới tinh giết thời gian điện ảnh tới nhìn bên trong phòng khách yên lặng ông dĩ phàm nhìn điện ảnh không nói thế nào sự chú ý từ trước đến giờ phá lệ tập trung nhưng chẳng biết tại sao có thể là bộ phim này có nông cạn ấn tượng cũng có thể là chụp quả thực quá vụn ở một tiếng trọng âm đi đôi với mặt quỷ lúc xuất hiện ôn dĩ phàm không nhịn được cười lên tiếng cảnh tượng này có chút khủng bố ban đêm khép kín không gian hai người im lặng không lên tiếng nhìn quỷ phiến đến nhất ngưng trọng làm người ta khẩn trương hình ảnh thì sát vách người đột nhiên cười lên tang duyên mi tâm giật mình ngươi cười cái gì ông dĩ phàm thấy nghiêm túc cơ hồ đều muốn bỏ quên sự tồn tại của hắn nghe được hắn thanh âm còn có chút ngẩn ra qua thật lâu nàng mới nói thật buồn cười nha tang duyên chăm chú nàng nhìn một hồi đây là quỷ phiến nhưng mới vừa nơi đó quả thật thật buồn cười ông dĩ phàm vừa nhìn về phía màn hình cùng hắn chỉ ra kia cái mặt quỷ đồ được hẳn là bột mì hơn nữa đồ quá dày, lúc đi ra còn đi xuống. Hơn nữa, tại mới vừa chừng 10 phút. Ông dĩ phàm còn dần dần phát hiện, trong phim ảnh cái này quỷ, chính là hôm nay nhìn thấy một thừa dẫn. Không cách nàng sẽ cảm thấy quen mắt. Cả bộ phim bên trong, nàng chỉ nhớ gương mặt này. Ông dĩ phàm chính muốn tiếp tục nhìn, nhưng chú ý tới tan duyên biểu tình, đột nhiên phát hiện tự hồ là ảnh hưởng đến hắn nhìn điện ảnh tâm tình. Nàng tự mình tỉnh lại hạ, đang nhìn quỷ phiến loại này nghiêm túc sợ hãi trường hợp cười, thật giống như quả thật không quá thỏa đáng. Lo lắng bản thân sẽ còn không nhịn được cười, nàng không tiếp tục giữ lại, định trở về phòng dùng máy tính tới nhìn. Ông dĩ phàm mới vừa đứng dậy. Tang Duyên hỏi. Ngươi đi làm gì? Ông dĩ phàm thành thực nói. Trở về phòng. Không phải quỷ phiến, Tang Duyên dừng lại mấy giây, dựa vào phía sau một chút, sợ thành đây, hắn lời còn chưa nói hết. Trong giây lát, một thừa dưỡng kia tấm chảy huyết lệ mắt gần khoảng cách xuất hiện ở trước màn ảnh. Đi đôi với quen thuộc kia kinh sợ người âm nhạc. Tang duyên biểu tình cứng đờ, lời còn sót lại cũng cắm ở trong cổ họng, không nói tiếp đi ra. Ông dĩ phàm theo hắn ánh nhìn đi màn hình nhìn, chăm chú nhìn một hồi, mơ hồ lại có điểm buồn cười. Nàng nhếch miếng môi, lại nói nói. Ngươi tiếp tục xem kìa, ta trở về phòng. Nàng mới vừa đi hai bước, Tang Duyên lại kêu: Quy. Luôn cảm thấy hắn có chút kỳ quái. Ôn Dĩ Phàm nhìn hắn, liên tưởng tới hắn lúc trước phản ứng, phản ứng lại. "Ngươi sợ sao?" Thấy hắn không nói lời nào, Ôn Dĩ Phàm cũng không hỏi lại, nhấc chân đi vào trong. Tang Duyên lại lần nữa lên tiếng: "Được rồi, Ôn Dĩ Phàm." Nàng thứ ba lần quay đầu, thấy Tang Duyên vỗ một cái chỗ bên cạnh, lười biến nghiêng đầu. Ngồi đi. Ta biết ngươi cũng sợ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 Không thích qua sao? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ông dĩ phàm phản bác. Ta không sợ, đụng tan duyên ánh nhìn, nàng lại kịp phản ứng hắn trong lời nói kia cũng chữ, thanh âm dừng lại mấy giây nàng vô thức muốn cho hắn lưu chút mặt mũi, cưỡng ép tăng thêm. Sao? Ông dĩ phàm là thật chưa từng nghĩ Tang Duyên biết sợ cái này. Trước cuộc Tang Duyên luôn là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, hơn nữa nàng cũng nhớ đây cũng không phải Tang Duyên lần đầu tiên ở nàng trước mặt nhìn phim kinh dị. Trong ấn tượng, lớp 10 có một đoạn thể dục giờ học, bởi vì trời mưa như thác đổ không có cách nào giờ học, thể dục thầy liền bảo ủy viên thể dục thông báo mọi người trực tiếp ở lại trong lớp tự học, hoặc là tìm điện ảnh nhìn. Lúc ấy trong lớp máy tính không cách nào ngay cả mạng, hơn nữa chỉ có một người bạn học USB bên trong các phim kinh dị, cho nên không có lựa chọn nào khác. Nhưng bởi vì đại đa số người không muốn tự học, cho nên ở rất ít người cự tuyệt hạ, cuối cùng vẫn là quả quyết lựa chọn để cái này phim kinh dị. Khi đó, ông dĩ phàm ngồi ở phòng học thứ ba tổ phía sau. Tang Duy ngồi ở tổ thứ tư chót hết, so với nàng sau một hàng, ở nàng nghiêng phía sau. Bởi vì ôn dĩ phàm xem qua cái này điện ảnh, cho nên nàng nhìn được cũng không quá nghiêm túc, bên viết đề, bên luôn luôn ly hình chiếu mặt mấy lần. Nào đó lần dương mắt thì, vừa vặn đối trong phim ảnh mặt quỷ. Đồng thời, ôn dĩ phàm nghe được sát vách truyền đến tiếng kinh hô. Nàng theo nhìn lại, là Tang Duyên Nam ngồi cùng bàn. Lúc này nam sinh như là bị hình ảnh bị sợ từ nay về sau dựa vào, bởi vì động tác quá lớn, cái ghế sau đó sau nghiêng, như là một khắc sau thì phải ngã xuống. Dưới tình thế cấp bách, hắn bắt được tan duyên lưng ghế, muốn ổn định người. Nhưng hắn sinh đến mập, ngược lại là đem tan duyên lôi kéo chung quay ngược lại. Hai người phát ra vô cùng động tĩnh lớn thanh. Cả lớp người cũng vì vậy nhìn lại. Tan duyên thần sắc tỉnh táo, tự hồ là bởi vì động tĩnh này bị đánh thức. Hắn cảm xúc không tốt lắm, lông mày nhíu lại, từ dưới đất đứng lên. Ngươi làm gì chứ? Nam sinh còn ở kinh hoàng. Con mẹ nó, hù chết ta. Nghe vậy, Tang Duy nhìn về phía màn hình, vừa vặn thấy quỷ từ trong tivi bò ra một màn kia. Hắn ánh mắt định trụ, biểu tình không nửa điểm biến hóa. Đây mẹ nó có thể có ngươi dọa người. Cho nên lúc đó, tan duyên là bởi vì sợ mới ngủ. Thật giống như cũng nói xuôi được. Bởi vì tan duyên kia phách ghế sofa cử động, ông dĩ phàm rất tự nhiên ngồi vào hắn sát phách. Bên trong phòng trừ điện ảnh thanh âm, không có những thứ khác động tĩnh. Tan duyên trên người sửa tắm hơi thở đạm, xem ảnh trong quá trình, đa số thời gian đều là trầm mặt, cảm giác tồn tại nhưng lại phá lệ mãnh liệt. Ông dĩ phàm rót ly nước ấm, tiếp tục nhìn điện ảnh nhưng lần trở lại này suy nghĩ lại vô pháp quá tập trung một lát sau ông dĩ phàm mới nhận ra được bản thân ngồi không phải bình thường quen chỗ ngồi hai người phòng khoảng cách cũng dựa vào được so với thường ngày gần khoảng cách này bảo ông dĩ phàm mơ hồ nhớ lại tối nay ở siêu thị bên ngoài tang duyên đột nhiên xuất hiện xuất hiện ở nàng bên cạnh hình ảnh trào một chút chung quanh hết thảy tự hồ cũng đoạn tuyến mưa lạnh trời tràn ngập ướt nặng vị ở trong khoảnh khắc bị trên người nam nhân mang theo hơi thở bao trùm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, ở một mảnh sương mù, đối tan duyên rõ ràng đến có thể đếm lông mi số lượng mặt mày, suy nghĩ bị tan duyên né người lấy ly nước cử động cắt ngang. Khoảng cách nháy mắt lại kéo gần. Chẳng biết tại sao, ông dĩ phàm có chút khẩn trương. Nàng đột nhiên đứng lên người. Tan duyên dương mắt. Không đợi hắn mở miệng hỏi, ông dĩ phàm thần sắc bình tĩnh nói. Ta đi lấy bình sữa chua ngươi muốn uống sao? Ô hát, Tang Duyên thu hồi ánh nhìn, không uống. Từ tủ lạnh lấy bình dâu tây sữa chua, ôm dĩ phàm trở lại phòng khách. Tang Duyên chính uống nước, ánh mắt không đặt ở tivi, cảm xúc nhàn nhạt hình dáng. Ông dĩ phàm bước chân ngừng nửa nhịp, chuyển phương hướng, như là theo thói quen ngồi về bản thân bình thường chỗ ngồi. Không lại ngồi vào hắn bên cạnh. Điện ảnh kết thúc sau, ông dĩ phàm thuận miệng kéo mấy câu xem sau cảm giác, cũng không tận lực nói bảo hắn không cần phải sợ loại này có tổn hắn lòng tự ái nói. Nàng cầm lên bản thân đồ, trở về phòng. Từ trong tủ treo quần áo lục soát đồ ngủ, bất tri bất giác liền bắt đầu như đi vào cõi thần tiên, lại nghĩ tới tối nay nhìn điện ảnh. Cùng với mới vừa ở một từ thấy một thừa dưỡng. Ông dĩ phàm động tác hơi trệ, lúc này mới chú ý tới điểm này. Thấy có chút đúng dịp chẳng lẽ nói tan duyên tối nay là thấy được một từ bên trên nội dung, cho nên mới tìm bộ phim này tới nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông dĩ phàm cũng hồi tưởng lại tan duyên tắm xong thì phát giọng nói. Đề cử một quỷ phiến, thúc giục thôi miên. Ông dĩ phàm bừng tỉnh, không suy nghĩ bậy bạ nữa. Cách trời sáng sớm. Ông dĩ phàm thay quần áo xong ra đến phòng khách, định làm một bữa ăn sáng ăn uống. Nàng lấy ra bàn trà xuống sữa bột, liếc thấy sát vách trống rỗng ghế sofa, luôn có loại không quá thói quen cảm giác. Dựa theo hai người khoảng thời gian này mướn chung sinh hoạt, ôn dĩ phàm đại khái xem tìm ra tới, tan duyên làm việc và nghỉ ngơi không quá ổn định. Hắn chìm vào giấc ngủ thời gian thì sớm thì trễ, có lúc lớn buổi chiều cũng đang ngủ. Nhưng bất kể khuya bao nhiêu ngủ, hắn buổi sáng cũng sẽ dậy sớm. Mỗi ngày ôn dĩ phàm ra căn phòng, cũng có thể thấy hắn nằm ở ghế sofa, rủ mí mắt chơi điện thoại. Buồn ngủ lại nhàm chán. Lần trước có thể là không cùng Vương Lâm Lâm ở quá lâu, ông Dĩ Phàm cũng không có quá lớn cảm thụ. Nhưng lúc này, ông Dĩ Phàm nghĩ đến chưa tới nhiều một tháng tan duyên thì phải rời đi, lại nghĩ tới nàng lại phải bắt đầu cùng bạn phòng mới gia nhập ở chung, nàng tâm tình hậu tri hậu giác mà có chút dị thường. Không thể nói không vui, nhưng cũng không biết như thế nào hình dung. Ông Dĩ Phàm nháy mắt hạ mắt. Bất quá hẳn cũng bình thường đi. Rốt cuộc cũng sớm chiều tương đối 2 tháng. Có lần đầu tiên nói, lại cùng tiếp theo bạn cùng phòng chia ra thì, hẳn cũng chỉ có kinh nghiệm lại có thể thích ứng rất nhanh. Đi tới phòng bếp, ông dĩ phàm dùng lò nướng nướng mấy miếng bánh mì nướng. Trở lại bên cạnh bàn ăn, chỉ thấy tan duyên vừa vặn từ nhà vệ sinh bên trong đi ra, nhìn tựa hồ là mới vừa rửa mặt xong, trên mặt còn dính nước. Đi ngang qua bàn ăn thì... Tang Duyên quét vòng nàng bữa ăn sáng. Ôn Dĩ Phàm động tác dừng lại, khách sáo nói: "Ngươi muốn ăn sao?" "À." Tang Duyên dừng bước lại, rất không khách khí kéo ghế ra ngồi xuống, "Vậy cảm ơn." Liếc thấy nàng trước mặt sữa bò, Tang Duyên gõ nhẹ mặt bàn, giống như ở trong phòng ăn chọn món ăn giống nhau. "Sữa bò cũng phải một ly, cám ơn." Ôn Dĩ Phàm. Dù sao cũng chính cũng không phải chuyện lớn gì. Ông dĩ phàm nhịn một chút, trở lại bàn trà bên cạnh, dùng còn thừa lại nước sôi cho hắn rót ly sữa bò. Nàng đang muốn cầm ly lên, đồng thời tan duyên cũng đứng dậy đi tới bàn trà bên cạnh, lấy túi trái cây bột yến mạch. Hắn bên tháo xuống bọc, bên tự mình cầm lên sữa bò, trở lại bên cạnh bàn ăn. Ông dĩ phàm ngây ngẩn hạ, đi theo hắn phía sau. Hai người vị trí cũng xếp hàng dựa vào. Ly cũng để được gần. Ông dĩ phàm ngồi xuống, chú ý tới bên cạnh tan duyên còn đứng, dùng bọc bên trong tự mang cái muỗng đi nàng ly bên trong đảo điểm bột yến mạch. Nàng ngẩng đầu, nhắc nhở. Ngươi đảo sai rồi. Tan duyên ừ một tiếng, như là mới phản ứng được, lúc này mới bắt đầu đi bản thân ly bên trong đảo bột yến mạch. Cảm giác hắn như là mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn không tỉnh táo lắm, ôm dĩ phàm không quá để ý, nàng dùng cái muỗng khuấy sữa bò, múc miệng bột yến mạch vào trong miệng, suy nghĩ một chút, lại nói nói. Ngươi hỏi sửa sang tình huống sao? Không nghe điện thoại. Tang Duyên tràn đầy lơ đãng nói, ta qua hai trời trực tiếp đi xem một chút đi. Ông dĩ phàm chẳng qua là thuận miệng nói một chút, cũng không quá gấp. Được. Thứ ba buổi sáng. Ông dĩ phàm đi ra cửa đi làm, đang đợi tàu điện ngầm thời gian, nàng tùy ý quét mắt điện thoại, vừa vặn thấy triệu viện đông lại cho nàng phát tin tức từ triệu viện đông kia trở lại ngày đó trở đi nàng vẫn kiên nhẫn không bỏ tìm ôn dĩ phàm nói rất nhiều nói có thể là không dám triệu viện đông một mực cũng chưa cho nàng gọi điện thoại chẳng qua là dùng chữ viết tới thay mình giải thích ôn dĩ phàm không trả lời qua nhưng thấy nhiều rồi luôn cảm thấy ảnh hưởng tâm tình dứt khoát cài đặt tin tức miễn quấy rầy vừa vặn tàu điện ngầm đến trạm ôn dĩ phàm thu hồi điện thoại mới vừa ngồi lên điện thoại tiếng chuông lại vang lên điện báo biểu hiện là nam vu nàng trực tiếp tiếp lễ phép tính mà lên tiếng chào hỏi ngài tốt xin hỏi ngài là sương hàn là bác gái a đầu kia lập tức truyền tới xa nhạn cầm thanh âm mang lấy lòng nụ cười ngươi đứa nhỏ này cũng vậy nếu không phải ngày đó thấy ngươi bác gái còn không biết ngươi lòng bên trong như vậy trách ta ta đàng hoàng nói một chút rốt cuộc bác gái cũng nuôi ngươi như vậy nhiều năm hơn nữa vậy cũng là ngươi hiểu lầm Ôn dĩ phàm không có nghe xong, trực tiếp cúp điện thoại, đem điện thoại di động này số kéo vào danh sách đen. Từ ôn dĩ phàm đến nghi hà học đại học, lại trở lại nam vu công tác mấy năm này, nàng nửa đường đổi mấy lần dãy số. Cũng vì vậy, xa nhạn cầm bên kia cũng sớm đã không có liên lạc với phương thức của cô ấy. Cho nên đây số điện thoại di động, cũng chỉ có thể là triệu viện đông cho xa nhạn cầm. Ông dĩ phàm cũng không biết xa nhạn cầm còn phải ở Nam Vu ở bao lâu mới trở về Bắc Du, thấy có chút phiền não. Nàng mím môi, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình, không đem chuyện này quá để ở trong lòng. Rốt cuộc Nam Vu lớn, vô tình gặp gỡ có khả năng vừa đủ. Hơn nữa, ông dĩ phàm trở lại Nam Vu sau, chưa từng cùng triệu viện đông đề cập tới nàng tình trạng gần đây, cũng không đề cập tới nàng địa chỉ cùng đơn vị làm việc lại bị bọn họ tìm tới có khả năng cũng không lớn. Ông dĩ phàm chỉ coi đây là một đoạn không đủ nặng nhẹ nhạt đệm nhỏ. Trở lại đơn vị, ông dĩ phàm mới vừa ngồi vào vị trí, phó tráng cứ tới đây nàng bên cạnh kỹ lý qua lạp cùng nàng nói chuyện. Dĩ phàm tỷ, thầy trương nghĩ việc. Thầy trương. Ông dĩ phàm tùy ý nói câu, làm sao gần đây như vậy nhiều người từ chức. Vừa vặn đi ngang qua một lấy giữ ấm ly lão phóng viên, Nghe được ôn dĩ phàm nói thì, hắn dừng lại uống nắng ôn dĩ phàm nói. Là vẫn luôn rất nhiều người từ chức. Rồi sau đó lại rất vật hệ mà phiêu đi. Đúng vậy, hai ta sau đều đi bao nhiêu người. Đầu năm lâm tỷ không phải cũng từ chức sao. Sau đó đoạn thời gian trước trần ca cũng nhảy việc, gần đây tổ bên trong quá thiếu nhân viên. Phó tráng nói tiếp, ta mới vừa trộn nghe lén chủ nhiệm nói, thật giống như lại phải tuyển người. Ông dĩ phàm. Vậy thật tốt. Thật giống như xã chiêu cùng giáo chiêu đều có. Phó tráng cười đùa cợt nhã nói, ta có một bạn học nghe nói ta ở Nam Vu phát sóng thực tập, ít ngày trước còn tới hỏi ta, hỏi ta đài còn có khai hay không người. Ông dĩ phàm. Vậy ngươi có thể cho hắn trả lời chắc chắn. Phó tráng. Ta đã cùng hắn nói, hắn đến lúc đó hẳn sẽ tới khảo hạch hai người lại nói mấy câu cũng không nhiều đi nữa trò chuyện, từng người mở ra máy tính bắt đầu làm việc. Bận rộn một ngày sau, buổi tối 10 điểm, ông dĩ phàm về đến nhà. Bên trong đen thui, yên tĩnh được quá đáng. Ông dĩ phàm thò tay mở đèn, vừa vặn điện thoại di động reo thanh, nàng mở ra nhìn một cái. Là tan duyên uy chát, chỉ có ba chữ. Tối nay trở về. Ông dĩ phàm trả lời. Tốt, bởi vì ba có chút việc, tan duyên mãi đến rạng sáng 2 điểm mới về đến nhà. Hắn động tác để nhẹ, đóng cửa lại. Từ chốt cửa đen nhìn lại, bên trong phòng chỉ có hành lang đèn mở, đèn của phòng khách không lượng. Tan duyên không có mở đèn, đến phòng bếp lấy bình nước lạnh, trở về lại phòng khách. Hắn mới vừa vặn mở vặn nắp. Liền nghe được phòng ngủ chính bên kia truyền đến tiếng mở cửa. Tan duyên mặt mày giật giật, không bao lâu liền thấy mang quần áo ngủ ôn dĩ phàm xuất hiện trong tầm mắt. Nàng không nói tiếng nào, mặt không cảm giác mà đi tới ghế sofa vị trí, an tĩnh mà ngồi xuống. Tang Duyên thấy hình ảnh này có chút quỷ dị, quan sát nàng, ngươi làm gì chứ? Ôn dĩ phàm không lên tiếng. Tang Duyên lại hỏi câu. Không ngủ được. Nàng trong cổ họng như là hàm hồ ừ một tiếng. Vậy đi mở đèn đi. Tang Duyên vùi ở trên ghế salon, luôn cảm thấy nàng nhìn không đúng lắm, ngươi ngược lại cũng không cần đặc biệt ra nên tiếp ta, đây hơn nửa đêm còn thật dọa người, không đợi hắn nói xong, ôn dĩ phàm cũng đã đứng lên người. Cho là nàng là ngoan ngoãn đi mở đèn, tan duyên đem lời thu hồi, vừa uống nước vừa nhìn nàng cử động. Vậy mà, ôn dĩ phàm tự hồ chẳng qua là đem hắn nói làm không khí, quay đầu đi gian phòng phương hướng đi. Giống như mất hồn tự như. Lại qua mười mấy giây sau, hành lang truyền tới một trận tiếng đóng cửa. Tang duyên. Bởi vì ngày thứ hai là ngày nghỉ, ông dĩ phàm tỉnh sau, cũng không lập tức thức dậy. Nàng ở trên giường ỉ lại mấy giờ giường. Thấy thời gian khá giống nhau, ông dĩ phàm đứng dậy thay quần áo rửa mặt, chuẩn bị đi ra cửa cùng Trung Tư Kiều tụ họp. Đoạn thời gian trước, Trung Tư Kiều liền cùng nàng hẹn tốt lắm, chờ ông dĩ phàm lần này ngày nghỉ, hai người chung đi ra ngoài đi dạo phố nàng đi tới chốt cửa đen, mặc lên giày đang chuẩn bị ra cửa. Vào lúc này, Tang Duyên vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, cùng nàng ánh nhìn đụng. Hắn mặt không cảm giác mà đứng tại chỗ, ánh mắt hàm xúc dáng dấp như là đang đợi nàng chủ động nói chút gì. Ông dĩ phàm cầm lên chìa khóa, hỏi một câu. Ngươi ngày hôm qua trở về lúc nào? Tang Duyên cau mày. Ngươi không biết. Không biết, thấy hắn phản ứng có chút kỳ quái, Ông Dĩ Phàm giải thích câu, ta ngày hôm qua ngủ còn quá sớm, cho nên không nghe được ngươi là trở về lúc nào. Thấy hắn không nói lời nào, Ông Dĩ Phàm mở ra cửa. "Vậy ta ra cửa." Tang Duyên trầm mặt xuống, như là đang suy tư chuyện gì. Qua mấy giây sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ qua loa lấy lệ mà ừ một tiếng. Ông Dĩ Phàm cùng Trung Tư Kiều ở trạm xe lửa gặp mặt. Hai người cũng không ăn cơm trưa trước tiên ở lân cận tùy ý tìm nhà quán mì bên trong ăn cơm trưa. Chờ trên mặt thời điểm, ông dĩ phàm từ trong túi sách lật ra kia ký tên, hỏi. Ngươi biết cái này diễn viên sao? Trung tư kiều nhận lấy, chăm chú nghiên cứu rất lâu. Đây chữ gì? Ông dĩ phàm nói, một thừa dưỡng. Không nhận biết. Đây là ta trước đi phỏng vấn thời điểm gặp phải, hắn cho là ta là hắn người ái mộ, liền cho ta ký người. Ông Dĩ Phàm cùng nàng giải thích, ta sau đó ra một chút, hình như là tỉnh mộng thì gặp quỷ, bên trong kia quỷ nam. Tỉnh mộng thì gặp quỷ, quỷ nam. Trung tư Kiều cười lên tiếng, vậy hẳn là 38 tuyến diễn viên đi. Người khác đặc biệt ký, ném cũng không tốt. Ông Dĩ Phàm thở dài nói, được rồi, vậy ta đổi một quyển sổ dùng. Hai người câu được câu chăng mà nhắc tới trời. Đúng rồi, Trung tư Kiều đột nhiên nghĩ tới chuyện này mấy ngày trước, cháu ta nóng sốt, ta liền cùng ta chị dâu mang hắn chung đi bệnh viện. Sau đó ngươi biết ta gặp phải người nào sao? Gặp phải người nào? Ta thấy thôi tỉnh ngữ, hai ta còn trò chuyện một hồi. Nàng bây giờ đã kết hôn rồi, cũng hai thai. Chung tư kiều giấc ngủ được thời gian trôi qua mau, thở dài nói, ta đối nàng ấn tượng duy nhất chính là, nàng cấp ba thời điểm đặc biệt thích tan duyên, đuổi cũng rất nói phách lối. Ông Dĩ Phàm đối người này cũng có chút ấn tượng. y, nhắc tới cái này, ta còn thật tò mò một chuyện, Trung Tư Kiều nói, một mực cũng không có hỏi qua ngươi." "Cái gì? Ngươi trước kia thật không có thích qua tang duyên sao?" Ông Dĩ Phàm hơi ngây ngẩn, tại sao hỏi cái này? Bởi vì hắn đẹp trai a, à, hơn nữa còn là thật rất chói mắt. Trung Tư Kiều nâng quay hàm, "Hơn nữa ta mặc dù không làm sao cùng hắn nói qua nói." cũng biết hắn đặc biệt thích ngươi thật giống như còn đối ngươi rất tốt lời này cùng với mới vừa trung tư kiều nói tới cái tên đó bảo ông dĩ phàm có trong nháy mắt hoảng hốt suy nghĩ bị lôi kéo vào từ trước một cái cảnh tượng bởi vì tang duyên lúc trước cùng mắt kiến nam nói lời nói kia sau trong lớp không còn nửa người hội đàm bàn tán hai người bọn họ bác quái cũng sẽ không có các loại hoang đường tinh vịt truyền ra thời gian dài những người khác cũng phát hiện ôn dĩ phàm người này rất dễ thân cận, chẳng qua là tính tình chậm nóng điểm. Bởi vì dáng dấp đẹp mắt lại tính khí tốt, dần dần, rất nhiều người sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện, nàng cũng bắt đầu có không ít quen thuộc bạn học. Nhưng quên từ khi nào thì bắt đầu, tan duyên đối đãi ôn dĩ phàm thái độ có rất rõ ràng thay đổi. Hắn làm chuyện gì cũng trắng trợn, thấy chuyện đương nhiên, cũng không tiếc đi ẩn tàng phân nữa. Chuyện gì? đều là mở ra tới đặt ở bên ngoài hạ cho nên cũng vì vậy rất nhiều bạn học lén lút sẽ đến hỏi nàng có phải là thật hay không cùng tang duyên nói yêu đương lúc ấy ôn dĩ phàm bản thân cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra thấy dựa theo tang duyên kia cá tính phong cách không khả năng sẽ có loại ý nghĩ này cũng không khả năng gặp kéo xuống mặt giải thích những thứ này cho nên nghe được những vấn đề này thì nàng cũng chỉ là cười chối May mắn chuyện này chỉ thỉnh thoảng sẽ ở trong lớp bắt đầu dụ dỗ một chút. Sau đó không biết sao, chuyện này liền truyền đến những lớp khác thôi tỉnh ngữ trong tai. Bọn họ ban rất nhiều người đều biết cô nữ sinh này, bởi vì thôi tỉnh ngữ thường xuyên sẽ đến tìm tan duyên, không phải đồ tặng chính là tìm hắn một thoại hoa thoại, lộ ra thích phá lệ nhiệt mãnh liệt. Bị tan duyên cự tuyệt sau, cũng hoàn toàn không để bỏ phân nữa. Biết chuyện này sau, thôi tỉnh ngữ trực tiếp đã tìm tới cửa nhớ là ở giảng bài phòng thời điểm lúc ấy tập thể dục theo đài kết thúc sở hữu bạn học lần lần lượt lượt trở lại trong lớp ông dĩ phàm đi ở phía cuối đi tới cửa lớp học thì chỉ thấy tang duyên bị thôi tỉnh ngữ trắng ở cửa thôi tỉnh ngữ dáng dấp xinh đẹp lá gan cũng lớn mang cái tuổi này nữ sinh nên có sáng rỡ tang duyên ta nghe người khác nói ngươi đang truy đuổi lớp các ngươi vũ điệu sinh tang duyên cầm trong tay lon coca bởi vì bị ngăn cản đường, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Có ngươi chuyện gì? Ta cái này không liền hiếu kỳ hỏi một chút, đều nói ngươi thích nàng e y. Thôi tỉnh ngữ cười lên, vừa vặn chú ý tới đến phía sau ôn dĩ phàm, bất quá ta chẳng qua là nghe người khác nói, ngươi không cần không vui. Nghe vậy, tan duyên nhìn về phía thôi tỉnh ngữ. Lại theo nàng ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ôn dĩ phàm. Thấy nàng, tan duyên khóe môi tùng hạ, sau đó cong lên. Ánh mặt trời từ bên ngoài vải đi vào, ở trên người hắn nhuộm nhàn nhạt màu vàng. Như là mang vạn trượng ánh sáng. Trong nháy mắt đó, ông dĩ phàm mới phát hiện, hắn cười rõ ràng thời điểm, bên phải bên mép sẽ có một nhàn nhạt lúng đồng tiền. Lời như vậy thật giống như cũng truyền rất nhiều lần, bọn họ cũng quá nhàm chán. Thôi tỉnh ngữ còn nói, ta biết chắc đều là nói bậy bạ, chính là tùy tiện cùng ngươi nói một chút. Tang Duyên chân mày dương lên, nhìn nàng, nói chuyện vẫn mang bộ kia thiếu đánh giọng điệu. Ta nói không phải sao. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30 Được người nhiệt liệt yêu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trước kia rất nhiều chuyện, ông dĩ phàm thật ra thì cũng nhớ không rõ lắm. Ông dĩ phàm rất ít sẽ tận lực đi nhớ lại. Nhưng chỉ cần một hồi tưởng lên, liên quan tới tang duyên những thứ kia trí nhớ, mỗi một cảnh tượng, mỗi một chi tiết vụn vặt, nàng tự hồ cũng có thể nhớ rõ ràng. Cũng nhớ, trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm giác được bản thân tim ngừng nửa nhịp. Trước mắt Trung Tư Kiều còn đang nói, "Ta lúc ấy cùng thôi tỉnh ngữ một lớp, ngày ngày nghe nàng ở kia nói tang duyên. Cho nên lớp chúng ta vốn là không biết tang duyên người, cũng bởi vì nàng biết hết rồi." Ông dĩ phàm an tĩnh nghe khóe môi công nhàn nhạt độ công e y, ta mới vừa kia vấn đề ngươi tại sao không trở về đáp dù sao cũng chính trải qua lâu như vậy ta tùy tiện trò chuyện một chút mà Trung tư kiều kéo trở về nguyên lai like đề tài mở phân nửa đùa giỡn ta cũng không nói thích đi động tâm có không chính là có hảo cảm không nói vậy ta coi như ngươi thầm chấp nhận a à. lúc này ôn dĩ phàm cuối cùng ra tiếng nghiêm túc nói. Có thể. Ta có thể xem như ngươi là ở ngầm thừa nhận. Nghe được cái này trả lời, Trung Tư Kiều ngược lại sửng sốt, thiệt hay giả. Ông dĩ phàm bật cười. Ngươi làm sao phản ứng này? Ngươi trước thật thích tan duyên. Ừ. Trung Tư Kiều là thật kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, ông dĩ phàm vẫn đối với cái gì cũng nhàn nhạt, như là không quan tâm bất luận cái gì đồ. Vậy ngươi bây giờ còn thích không? ông dĩ phàm cong môi ngươi cũng nói trải qua bao lâu vậy ngươi hai không phải mướn chung sao chung tư kiều cảm xúc kích động trời tối tương đối song phương còn cũng đã từng đối đối phương có kia ý tứ vạn nhất tình xưa bén lửa đâu nhắc tới cái này ông dĩ phàm nhẹ giọng nói sẽ không ừ hắn rất nhanh liền muốn rời. chung tư kiều thuận miệng kéo câu cho nên ngươi ý tứ là hắn lại ở lâu một chút ngươi liền muốn khống chế không được. Ngay cả nàng cái này người ngoài cuộc đều cảm thấy có chút tiếc nuối, lại hỏi. Vậy ngươi khi đó tại sao không cùng hắn chung một chỗ? Ông dĩ phàm không trả lời. Bởi vì ngươi chuyển trường dời đi. Trung tư kiều suy đoán, cho nên hai ngươi liền không liên lạc. Không phải. Vậy thì vì cái gì? Trầm mặt xuống. Vừa vặn hai người điểm mặt đi lên, Ông dĩ phàm cho nàng đưa đôi đũa. Nàng rủ mắt, không trả lời vấn đề mới vừa rồi, đột nhiên nói. Ta không biết những người khác có thể hay không giống như ta như vậy. Ừ. Ta trước bị ta đại học bạn cùng phòng nói qua, thấy ta nhân tình này cảm giác quá đạm bạc. Ông dĩ phàm nói, vốn là chúng ta quan hệ tốt vô cùng, nhưng ta rất ít sẽ chủ động liên lạc các nàng, như là sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp cắt đứt qua lại. Bởi vì chuyện này, các nàng thấy thật khó khăn qua thấy ta đối với các cô ấy một chút cảm tình đều không có ông dĩ phàm nháy mắt hạ mắt thật ra thì ta cũng thừa nhận đây một chút chung tư kiều môi giật giật nhưng không nói nên lời cũng không phải nói không quan tâm chẳng qua là ta đặc biệt lười đi duy trì những quan hệ này ông dĩ phàm cắn miệng mặt nhẹ giọng nói hướng lãng bên kia hắn xuất ngoại sau chúng ta liên lạc ít đi ta cũng không có bởi vì chuyện này thấy đặc biệt khổ sở. Ta thấy đây đều là, ông dĩ phàm nói, rất tự nhiên chuyện. Đúng. Chung tư Kiều nói, ngươi không cần phải để ý đến người khác nói cái gì. Ta biết đây là ta vấn đề, nói trắng ra chính là ta còn thật không tình người vị. Ông dĩ phàm cười cười, nói trở về lúc ban đầu đề tài, ta khi đó, đối tan duyên cảm thụ chính là, ta thấy hắn người như vậy, nàng ngừng mấy giây, thấy lời này có chút già mồm nhưng vẫn là nghiêm túc nói ra, là hẳn muốn bị người nhiệt liệt yêu. Không có đặc biệt ví dụ. Ít nhất phải như là thuở thiếu thời thôi tỉnh ngữ như vậy. Thích không che giấu, đầy lòng thích cũng chỉ vì hắn, cùng hắn nói ngay cả ánh mắt đều là sáng, sinh động lại sáng rỡ đến đỉnh điểm. Cho nên sẽ không là, ôm Dĩ Phàm trầm mặt một chút, giống như ta như vậy người. Ngươi làm gì như vậy chê bai bản thân, dáng dấp ngươi nhiều đẹp mắt a, à, tính khí lại tốt. Trung tư kiều cao mày, rất không đồng ý nàng như vậy ý tưởng, người ta nhưng có thể chỉ thích ngươi loại tính cách này. Ông dĩ phàm lại an tĩnh một hồi, tháo xuống đề tài. Ta đoạn thời gian trước gặp lại ta bác cả gái. Trung tư kiều A Thanh. Lúc nào? Ông dĩ phàm. Liền trước hai tuần lễ đi. Bởi vì ông dĩ phàm không quá sẽ chủ động nhắc tới bản thân không vui chuyện, Trung tư kiều không biết nàng ở nàng bác cả nhà quá như thế nào chỉ biết là tự hồ là không mấy vui vẻ. Cho nên lúc này Trung Tư Kiều cũng không biết nên nói cái gì. Ta trước kia, mới vừa dời đến ta bác cả kia thời điểm. Ông dĩ phàm giật giật đũa, không lập tức ăn uống, tiếp tục nói, có một ngày buổi tối, vô tình nghe được ta bác cả gái nói một câu nói. Cái gì? Lúc ấy anh họ ta lớp 12, lúc buổi tối, ta bác cả gái sẽ thường cho hắn nấu canh uống, bảo hắn bổ sung người. Nói đến đây, ông dĩ phàm cười một cái, sau đó có một lần, ta nghe được ta anh họ nói câu ta không muốn uống, cho A Hàng uống đi. Ta bác cả gái liền nói, ông dĩ phàm nhẹ giọng nói, Sương Hàng không cần uống tốt như vậy. Trung tư kiều một trận, lập tức cả giận. Con bà nó, người bác cả gái có bệnh. Ông dĩ phàm ngữ khí rất bình. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy lời này thật khôi hài, không có quá để ở trong lòng. Ông Dĩ Phàm từ nhỏ cũng không yêu cùng người tranh cãi. Nghe nói như vậy thì là thật thấy mơ hồ vừa buồn cười. Bởi vì ở chỗ này trước, nàng ở nhà quá là như chúng tinh phủng nguyệt sinh hoạt, bị nhà người dùng mọi cách sủng ái, ở ăn uống mặc vào bên, cha mẹ cũng cố gắng lượng cho nàng tốt nhất những thứ kia. Nàng chưa từng nghe qua như vậy. Nhưng rất kỳ quái, dần dần, ta liền bắt đầu nghe lọt được nàng câu nói kia. Bởi vì lúc đó ta là Ông dĩ phàm suy tư hạ chọn lời, cuối cùng vẫn là dựa theo bản thân ý tưởng nói ra, tất cả mọi người đều đang từ chối bọc quần áo. Quả thật cũng không cần phải, cho ta quá đồ tốt. Chấm chấm, chung tư kiều thở dài, đưa tay sờ đầu của cô ấy một cái, ngươi không cần để ý những lời đó. Thật ra thì đến bây giờ còn muốn, ta cũng vẫn không cảm thấy câu nói kia là đúng. Ông dĩ phàm nói, nhưng ta thấy những thứ kia mấy trăm đồng tiền váy, Mấy chục khối nhỏ bánh ngọt, do dự rất lâu, cũng không sẽ cho mình mua. Cái này quan niệm tự hồ theo thời gian, từ yếu ớt nảy mầm, biến thành ăn sâu bén rễ đại thụ. Từng điểm từng điểm, lợi dụng mọi dịp mà ở cùng nàng quán thâu một chuyện. Nàng không xứng dùng quá đồ tốt. Đương nhiên, cũng không tư cách có đồ tốt nhất. Bao gồm kia chói mắt thiếu niên, cũng không phải nói không mua nổi, Ôn Dĩ Phàm cười cười, chính là tổng hội cảm giác Mắt như vậy đồ, mắt như vậy váy, mắt như vậy đồ trang điểm. Dùng ở trên người ta, hình như là có chút lãng phí. Trung tư Kiều Yên lặng nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Đi theo trước so sánh, ông Dĩ phàm tự hồ là không có quá biến hóa lớn. Nhưng trong thực tế, trong xương lại có rất khác nhau nhiều. Đừng nghe người bác cả gái kia ngu bức nói, đầu óc có cái hố, ta thật mẹ nó cạn lời. Trung Tư Kiều không lại nói như vậy không vui đề, kéo trở về, ta trò chuyện trở về nam nhân. Tan duyên đâu, ngươi chắc chắn hắn không thích ngươi. Trung Tư Kiều nói, bây giờ suy nghĩ một chút không ngừng kỳ quái sao. Hắn như vậy tính cách, hơn nữa lại không thiếu tiền, không chuyện làm sao biết tìm người chung mướn chung. Ông dĩ phàm ngữ khí ôn hòa. Còn thật xác định. Trung Tư Kiều. Tại sao? bởi vì ta đối hắn thật không tốt. Ta có đoạn thời gian, tính cách có chút nhọn. Ông dĩ phàm miếm môi, có chút thất thần, tan duyên là duy nhất một, đối ta rất tốt, lại bị ta làm thương tổn người. Nàng thấy ấy nấy cùng xin lỗi. Cũng biết, hắn sẽ không cho phép. Có người nhiều lần mà, mang niềm kiêu ngạo của hắn dẫm ở lòng bàn chân. Ông dĩ phàm nhớ vô cùng rõ ràng, lần thứ hai bị thầy hiểu lầm nàng cùng tan duyên yêu sớm thì, nàng đã dời đến bác cả nhà ở. Lúc ấy mặc dù thầy thông báo người là Triệu Viện Đông, nhưng bởi vì Triệu Viện Đông không có thời gian, vẫn đem chuyện này giao phó cho bác cả ôm lương hiền. Cho nên thay nàng tới gặp thầy người, là ôm lương hiền. Ngày đó vừa lúc là thứ sáu buổi chiều. Chờ xong phương phụ huynh nói xong nói, ôm dĩ phàm liền bị ôm lương hiền mang về nhà. Toàn bộ hành trình trong xe không nói một lời. Ôm dĩ phàm một đường thấp thỏm, dè dặt giải thích rất nhiều nói, ôm lương hiền cũng không có nói gì. Nàng sợ nói nhiều, hắn sẽ cảm thấy phiền, sau cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặt. Mãi đến trở lại bác cả nhà. Lúc ấy xa nhạn cầm cũng ở, thấy nàng trở lại, liền toát ra câu. Sương Hàn, ngươi cũng quá không nghe lời. Chúng ta chiếu cố ngươi cũng không dễ dàng, suốt ngày cho ngươi bác cả gây chuyện tình làm. Hắn công việc đã quá bận rộn, ngươi lại không thể chúng ta tiết kiệm một chút lòng. Ông dĩ phàm còn đứng ở chốt cửa đen, ngón tay có chút phát cứng. Nàng ngay cả cởi giày cử động cũng không làm được, thấy bản thân không nên đi vào, thấy bản thân tự hồ làm gì cũng là không đúng. Ông Lương Hiền cũng vào lúc này ra tiếng. A à hàng. Ông dĩ phàm ngẩng đầu, trầm mặt chờ đợi xét xử. Nàng vĩnh viễn không quên hắn được thời điểm đó nói. Mang trên mặt nỗi sở hữu dối trá, cũng xé ra tới giống như thì không cách nào lại chịu đựng bác cả cũng không phải muốn trách ngươi bất quá ngươi được rõ ràng một chút chúng ta là không có nghĩa vụ phải nuôi ngươi ôm lương hiền tướng mạo cùng cha có tám thành giống như mặt mày nhưng thêm mấy phần sắc bén nhưng chúng ta vẫn là đem ngươi xem như con gái ruột như vậy đối đãi chúng ta là không có nghĩa vụ phải nuôi ngươi không có nghĩa vụ phải nuôi ngươi ôm dĩ phàm nơi cổ họng một nghẹn trong nháy mắt nói cái gì cũng không nói được. Đó là lần đầu tiên. Bọn họ như vậy rõ ràng hàng trong bài. Rõ ràng lại uyển chuyển, dùng ngôn ngữ để nói cho nàng, bọn họ cũng không muốn để cho nàng ở nơi này. Anh ngươi bây giờ chuẩn bị thi đại học giai đoạn, chúng ta trọng tâm đều đặt ở hắn kia. Chúng ta chỉ cần ngươi nghe lời một chút, chớ làm chuyện gì khác thường tình. Ông Lương Hiền bình tĩnh nói, ngươi như vậy cũng không cách nào làm được không? ông dĩ phàm đứng tại chỗ đầu dần dần thấp xuống thấp đến bụi bậm bên trong sau một lúc lâu nàng nhẹ giọng nói thật xin lỗi ta sau này sẽ không trở về phòng ông dĩ phàm lập tức từ trong ngăn kéo lật ra điện thoại nàng lớn ấn mở máy tay đều ở đây không chịu khống chế phát run thời gian chờ đợi bên trong nàng thấy như là đi qua một thế kỷ rất dài ông dĩ phàm tìm được triệu viện đông điện thoại đánh tới. Qua rất lâu. Ở ôn dĩ phàm cơ hồ thấy điện thoại muốn tự động cắt đứt thời điểm, đầu kia mới nhận. Truyền tới triệu viện đông thanh âm. A à hàng. Ôn dĩ phàm lỗ mũi đau xót, cố nén nước mắt lập tức rớt xuống. Ôn dĩ phàm muốn nói cho nàng. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không theo trịnh khả dai ồn ào ẩu đả. Ta sẽ đàng hoàng cùng trịnh thúc thúc ở chung cho nên ngươi có thể tới hay không tiếp ta trở về chỗ ngươi. Ngươi có thể hay không không muốn cho ta một người ở tại bác cả nhà. Mẹ, bác cả bọn họ không thích ta. Ngươi có thể hay không mang ta về nhà. Nhưng ôn dĩ phàm một câu nói cũng còn nói không ra lời, triệu viện đông đầu kia liền vang lên trịnh khả dai thanh âm. Nàng ngữ khí lập tức bối rối, vội vã nói câu. Ngươi có chuyện gì tìm ngươi bác cả, ở bác cả nhà muốn thật dễ nghe nói, không muốn yêu sớm biết không sau liền cúp điện thoại nghe trong điện thoại lạnh như băng đô đô thanh ôm dĩ phàm đem điện thoại buông xuống nàng cúi đầu nhìn dần dần tắt màn hình nước mắt còn rơi xuống nàng cứng đờ ngồi tại chỗ ở trong nháy mắt đó thấy bản thân duy nhất chống đỡ cũng cắt đứt không biết qua bao lâu điện thoại di động trong tay lại lần nữa chấn động lên nàng chậm chạp mà thấp hạ mắt thấy điện báo biểu hiện tang duyên ông dĩ phàm chăm chú nhìn rất lâu mới nhận hai đầu cũng yên lặng một hồi lâu sau tang duyên chủ động mở miệng ngươi đến nhà ông dĩ phàm nhẹ khẽ ừ một tiếng bị mắng tang duyên ngữ khí như là có chút khẩn trương nói cũng tỏ vẻ dập đầu ba ta cũng không nghĩ tới thầy có thể vì điểm này tồi tàn chuyện kêu lần thứ hai phụ huynh là ta ảnh hưởng ngươi đối Ôn Dĩ Phàm đột nhiên cắt ngang hắn nói, "Tan duyên." Hết thảy cảm xúc thật giống như đều có báo trước. Hắn thanh âm hơi ngừng, không có nói tiếp. Đó là Ôn Dĩ Phàm tiêu cực cảm xúc nhất mạnh một khắc. Nàng điên cuồng ngăn cản bản thân hành động, biết bản thân không nên nói nói như vậy, ở người thiếu niên kia như vậy xin lỗi thời điểm. Nhưng nàng nhưng lại hoàn toàn không khống chế được cảm xúc. Ở kia trầm mặc trong căn phòng nhỏ, ông dĩ phàm nghe được bản thân rất nhẹ mà nói câu ngươi có thể hay không đừng nửa phiền ta bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video